một cái chữ Tiger á. Áo áo chị mới về á. Nó lên đó. Cái màu đen. Áo có chữ Tiger đi. À đúng rồi nó đó. Cái màu đen. Kiều Minh Nguyễn nha. Dấu không? Dấu không dấu. Bao nhiêu chị? 79. Đẹp. Hoàng Vân Trần Thị. Ủa chị mới nhắn em như này hả chị Hoàng Vân Trần Thị? Bên chị bán có sức khỏe tóc không được người không chị? Cái dịch bình đồ của chị Linh để đâu ta? Kìa kìa, lấy bình đồ chị Linh ở đây chị. Xếp liền qua nè. Rồi, lấy con keo đóng sơ sơ lại chị chưa xếp thôi. Đi nhậu đi. Đây đâu đi, người ta rủ đi nhậu mà không đi nhậu mà lên đây đòi đồ. Người ta rủ đi nhậu không đi nhậu lên đây đòi đồ là sao? Khoan hả? Khoan. Ủa giờ này đóng cửa hả? Mới có 7 giờ mà. Sao nay nghỉ sớm vậy chị? Bình thường 8 giờ, 8, 9 giờ. À 7 còn không mai. À, nhận được ai giá đẹp lắm Mai ơi, Mai cảm ơn tình yêu nè. Đây có bộ dài Thiên An nha, bộ kiểu. Bộ dài kiểu đẹp lắm. Đồ nhỏ cháu chị bỏ luôn đi, nhỏ cháu gì ai ta? Như Như với chị. Như Như có. Như Như hình như có một cái. À 77 nha chị, em còn có mấy cái nè. Rồi để em hỏi con bé nó còn không mà em quên mất tiêu nữa. Dạ lấy cái mấy áo 77 gì cho chị. Vậy là giờ ship qua không chị? Hay là để mai? Áo đó vải đẹp lắm. Em chuẩn bị về thêm. Nhưng mà chắc khoảng một tuần nữa mới có. Có 2 cái. Ờ tối qua live còn có 2 cái thôi. Quốc luôn. Lấy cho chị Kim Thiên luôn. Chị ba cái áo này là em để dành em mặc á. Chị Kim Thiên, ba áo này là em để dành em mặc á. Nhưng mà chị hỏi thì em bán luôn nè. Uống được bao nhiêu lon mà trời ơi giỡn hoài với chị nha. Xíu để em may nữa thành sang năm.
Em còn màu hồng nè, màu trắng nè, màu xa lánh nè, hồng sen, trắng, xa lánh, hồng dâu. Hồng dâu cái này, hồng dâu chữ nai. Với lại hồng chữ này. Hồng chữ nhiều, em còn 5 cái này, đúng 5 cái này cuối cùng. Em ăn đúng 5 cái này cuối cùng nha. Nè, đúng cái này cuối cùng. Hồng chữ nhiều, hồng dâu nè, hồng sen chữ nai nè, trắng nè, xanh lá nè. Đó. Kim thiên trắng là 77.000. Áo này đẹp lắm chị, áo này hot trend luôn. Áo khoác mặc free size chị. Có áo khoác rồi chị không em, có dạng áo em giống mặc rồi chị. Cái này là chị Linh ở chị Xuân vừa nè. Đâu rồi? Kim thiên trắng 77k. Áo mặc free size chị Thu Phương vừa. Hồng sen xanh lá cái hay đi trần. Xanh lá. Hả? Hồng sen. Hồng chữ nhiều chị Kim Thiên. Hồng dâu chị Oanh Chu rồi em ơi hết. Cái đó của Hen đi chừng hai cái. Lấy cái qua không em? Rồi cái này của chị Kim Thiên. Cái này của chị Oanh Chu. Áo áo khoác thì 70kg vừa. Dạ có chứ. Khoác nó em bán nè. Con này là dạng len giùm em nha. Con này cho em là chất len nè. Cấp nhà em là chụp trước chị nào nhận hàng rồi bao đỉnh luôn, đẹp lắm, cực kỳ xịn sò. Áo em may mặc hả? Nó có lại giá cái đâu, đợt này về nó cao hơn chút xíu tại vì tiền giữ là cháy nè quá. Rồi, em bán cho mọi người 125.000 luôn. Nó lên giá em mai nhưng mà em bán mượn giá cũ cho mọi người luôn, 125.000 cho mai con này nha. Bao cho mấy chị mặc luôn, đẹp lắm. Free size giùm em nha mọi người. Trời ơi, hàng hãng nè. Con này đứng đỉnh luôn á. Ok, 125.000. Bán mặc cho chân ok nè. Số lượng có hàng nha mọi người, 125. Số lượng có hàng. Chị Oanh Chua ấy mặc ok chị nè. Áo mà chị Thu Hương ok chị. Có ai chốt em ai chưa đọc tên đó không ạ? 125.000 dùm em, 70kg vô. Linh Ngọc Thảo Võ, Huỳnh Lan lấy đi liền chị ơi. Áo mà yến đào luôn ok người đẹp. Rồi còn hình như một cái em mặc cuối cùng đó là hết rồi. Nó sợ mẫu rồi đúng không? Dạ. Em mang một cái, còn một cái em mặc cuối cùng đó là hết nha. Quỳnh Lan một cái ok chị Quỳnh Lan nè. Rồi Minh Hiền Nguyễn mẫu này em hết rồi chị. Mẫu này em mang hết nha. Thu Phương có rồi dạ. Em có màu đỏ. Hình như con này màu đỏ nè. Chốt thì em mang mã đỏ. Có xếp bộ dài chị nào ơi. Xếp bộ dài hôm nay về đẹp lắm. Hàng là hàng phối á. Xếp bộ dài mà xếp phối á. Đẹp lắm. Quỳnh Lan có nha. Quỳnh Lan có. Minh Hiền Nguyễn ơi, chị đổ cái màu này giùm em được không? Em còn màu này, anh hết màu đi, hồi kia rồi. Em mang còn màu này thôi. Đây mình lắm nha. Khoác này là mình mặc đầm được nè, mặc đồ kiểu nè. Hoặc là Tết mình đi chơi rồi này kia, mình khoác nhẹ được nè. Rất là sang luôn, chốt cho em mã đỏ con này. Con này cho em mã đỏ nha, em hết màu đen rồi. 125.000 nha. Hàng nó lên 8.000 một cái, mà em vẫn giữ giá cũ của mọi người luôn á. Ráng lắm luôn á. 125 giùm mang con này. Xuất sắc luôn mọi người. Mỹ đi khóa cái này 125.000. Không tin luôn ha. 65-70kg vừa lên nha mọi người nha. Free size giùm em ha. Chốt em mã đỏ. Màu đẹp á. Đỏ giùm Mai ạ. Đỏ cho chị Mai chút. Ok chị yêu nè. Rồi chị Mai chút có đỏ. Lên em mã đỏ nha. Đỏ luôn xì. Có mấy con à. Đẹp á. Đỏ cho chị Phạm Bi, đỏ cho Quỳnh Như, đỏ cho chị Kim Thiên, đỏ
125.000 là 125.000 là sẽ giảm được 5.000 thôi nha gái nha. Tại vì hàng nó lên 8.000 một cái lận. Đỏ, đỏ cho Trúc Thơ. Em mai hết đỏ nha mọi người. Em mai hết đỏ nha, em mai hết đỏ nha. Em mai hết đỏ mọi người ơi. Màu này em về lại nè. Màu nâu này em mai về lại nha. Con này đợt trước là màu kem, đợt này là về màu nâu da. Đợt trước đây là kem, đợt này là về nâu da. Chú chị mai mã nâu da 125. 125. Nên bé trai có về lại không hả? Dạo này thấy không có đẹp cho nên không có về. Đơn gọi chưa, chưa đi chưa chị. Gọi là em báo với bé là đi chưa hay báo giữ đơn. Gọi báo với bé là đi chưa hay báo giữ đơn. Mọi người. Trời ơi nó đã lắm mọi người ơi, chốt của nó nè. Đi sang cái băng này nha, chốt hai mặt nâu da. Nâu da nha, nâu này ạ, nâu da tình yêu thích đơn giản, không thích phối màu mè cầu kỳ thì lên cho mấy bạn da nha. Mà da như mấy con này chị Thúy Thanh ơi. Điện thoại của mình mà gọi quà không được. Bữa trước á có một đơn 470 mấy á. Em gọi cho chị hoài mà không được, em xả luôn rồi. Chốt em nâu da nha, gọi quà không được. Nâu da chị Mai Trúc nè, nâu da chị Trần Hoa, nâu da chị Ba Trân, nâu da chị Mỹ Hạnh. Em còn cái nâu da cuối cùng ạ. Nâu da cho Duyên Phạm. Ok Duyên nè, Linh Ngọc qua mai hết nha. Thế Hoa Nâu có cách nào gọi điện thoại lại cho mình được không? Có xả một đơn bé nó vô phần mềm gọi là khách có liên lạc được rồi nè. Rồi, đang đi. Quỳnh Lan em hết rồi. Có một đơn bữa trước là chị đặt nhiều lắm. Chị đặt hàng sale mà. Chị vô tin nhắn á, chị coi tin nhắn giùm em. Em có nhắn tin cho mình á. Đợi xíu nha, em mang vô tin nhắn cho ta. 125.000 tình yêu ơi. Nha dồn đơn Kim Thiên. Kim Thiên, Kim Thiên Kim. Duyên Phạm có da rồi. Rồi mã này cho em màu đen. À, dạ em chào chị Ngọc Hiền. Nâu da mới hết rồi. Màu đen nha, màu đen con xì cho em con này. Chốt em mã đen 125. Đen chị Nhung Võ. Đen chị Thúy Thanh. Rồi chốt em mã đen, nâu da hết rồi Ngọc Hiền ơi. Còn ba cái đen cuối cùng. 125.000 cho em mã đen ạ. Còn ba cái đen cuối cùng này cả nhà. Chị Ba Chân đâu rồi ta? Pizza nhà mai con này nha, trời ơi, chuẩn bị là gần Tết mà trời sẽ rất là lạnh. Mọi người đi chơi mọi người không có áo này là thua. Thôi rất là vừa đẹp nè, đi Tết này rồi đi chơi là mình khoác rồi. Vừa đẹp nè, vừa ấm ha, vừa ấm cho mình. Mà chốc em bao hàng cho mọi người luôn. Không phải là dạng như hàng ở ngoài thị trường mà những cái vải nó khô cứng đâu ha. Không có bị sừ lông nè. Đó, vải rất là mềm mịn nha. Con này đợt nào chị trước mua rồi, đợt trước chị nào mua rồi thì biết chất xịn lắm. Chị Hồng Lan đen nè. Mua gọi là gì? Các nhà em trước một lần, chị Ba Chân là mua một lần cả chục cái luôn á. Rồi những cái áo khoác hàng hãng này mọi người dỡ phối đồ nữa ha. Chốt cho mấy bạn đen nè. Đây mấy con này đen. Nghe cho mấy mai nha, phi size 65-70kg, cao cho mấy 6 vừa dùm em luôn. Đen nha. Đen dùm mai ạ.
Dạ chưa, chị mới có cái đen nè Thúy Thanh. Chị mới có một cái à. Rồi hôm trước là bạn nào hỏi mai cái mẫu này nè. Hôm trước về là không có, nhưng mà đợt này về lại có nè. Dễ thương lắm luôn nha. Đợt trước về là không có, nhưng mà đợt này về lại có. Tay thỏ. Rồi chốt bên mã đỏ. Nói em mà con này đi chơi đi bài luôn. Chốt cho mai đỏ. Đỏ nha. Đỏ cho mấy con này đỏ. Đỏ cho chị Ngọc Hiền, ok chị yêu. Ngọc Hiền có đỏ à. Cái đúc nó cũng đẹp đó mọi người ơi. Có khoác này tiện lắm. Mình đi đâu là mình khoác nhẹ đồ kia, nó cũng dễ khoác mà đẹp nè, dễ khoác. Rồi chốt cho mai đỏ. Đỏ cho bên mai à, đỏ. Xong cái này em lên đồ bộ dài nhé. Áo len hàng len lỗ chưa có nữa kìa. Chưa lên nữa kìa. Để nó là lúng luôn là quên luôn. Rồi đỏ cho Ngọc Nguyễn nè. Ngọc Nguyễn có đỏ. Nhét cho một băng luôn. À, 125 ngàn nha Bảo Trân. 125 ngàn. 125. Đi size thì mai 45 kg độ lên nha. Rồi chốt cho mai đỏ. Đỏ nó chạy viền à, đường áo nè. Cái chạy viền nè. Chị Ba Trân đâu rồi ta? Mới thấy hồi nãy nó mất tiêu rồi. Lên đây nha, cái này mã đỏ nha. Lên bao xịn luôn, coi nhìn thoải mái luôn nha cả nhà. Đẹp lắm. Rồi đỏ cho mấy cái này đỏ. Có khoác nghe kéo không ai? Không thường nghiệp ơi. Hôm nay không có. Cái kéo có gân nhưng mà hôm nay không có gân về. Lên lên đỏ cho mấy con này đỏ. Đỏ giùm em. Chốt đỏ giùm Mai nha, tình yêu nha. Mai qua mẫu nè. 125 ngàn. Trời ơi, rẻ bèo luôn. Chị về không hết nâu nữa đi chị. Màu nâu là mẫu nào? À, cái nâu hả? Cái nâu hồi nãy hả Linh Ngọc? Có màu nâu đó, nhưng mà cái hình khác được không? Mã này cho mai màu kem nha. Màu kem chữ. Chứ như mã kem. Kem chữ, cho mai con này kem chữ. Khoác nhẹ được, khoác cái đầm được. Mã áo dây, áo kiểu ba lỗ khoác được. Hoặc là mình khoác lại những giống như mặt quần tây kiểu sang sang á. Khoác cũng được đó nha. Rồi mã kem cho mai con này. Màu kem ạ, màu kem. Lên đây mai con này bạn kem 125 ngàn. Vẫn giá cũ của mọi người luôn. Chốt cho mai kem nha. 45 độ lên, 65-70 độ lại vừa. Đẹp. Chốt mai là kem. Kem chị Thúy Thanh nè. Kem cho chị Trùm Hoa. Chị Ngọc Thảo Võ. Chị Ngọc Hiền. Ngọc Thảo Võ, Ngọc Hiền nè. Ngọc Thảo Võ để lấy số thoại. Ngọc Thảo Võ hồi nãy có số nè. Ngọc Thảo Võ. Ủa sao không thấy cái bịch à nè. Rồi. Ngọc Thảo Võ có kem. Kem cho chị Mỹ Hạnh. Áo thun hả chị Ngọc Lệ? Áo thun cho em mai vài ngày nữa nha. Vài ngày nữa mai có. Vì anh Phạm hết rồi. Có hố không thấy không em? Dạ có chị cậu em lên. Dạ có chị. Ui beo. Một cọc một mẫu rồi đúng không? Dạ. Không ý là một mẫu là một cọc đúng không? Khỏi lộn. Ê chị Ba Trân. Em hết kem rồi. 48 kg vừa chứ. Vừa vừa nha chị Quỳnh Lan nha. Em vừa là chị vừa á. 125 ngàn nha chị Nguyễn Thủy ơi. 125 ngàn à tình yêu ơi. Vải len bao đẹp luôn. Rồi beo nâu. Beo nâu cho mấy con này lên đây. Mấy mặt con này mà beo nâu. Beo nâu giùm em nha. Beo nâu phi size giùm mấy con này 45 độ lên 65-70 kg độ lại vừa. Em ơi thằng mấy giờ em like vậy em? Dạ 7 giờ.
À, bữa nào mà em bắt con nhỏ trễ lắm là 7:30 chị. Cỡ đó. 7 giờ bắt đầu 7 giờ là trễ lắm là 7:30. Rồi mã này cho em mã nâu beo. Nâu beo giùm em ạ. À. Nâu beo khắc lên mọc mình còn cái mẫu màu hồng á. Ủa. Khoáng có không chị? Em mỏng. Có màu hồng đúng không ta? Màu hồng của chị mặc. Cái đó là ghi lê. Đúng không? Chị nhớ cái màu hồng hồng. Lên mỉnh mỏng. Cái đó ghi lê rồi. Màu hồng đậm đậm hơn cái màu đó. Beo nâu giùm em. Beo nâu chị Mỹ Hạnh. Beo nâu cho Thiên Quỳnh nè. 125.000 bao rẻ nhất cái Facebook này luôn. Không may mấy cái này cho mọi người đâu. Mấy sale quá rẻ rồi. 125. Đó đó con. Beo nâu cho Thiên Quỳnh. À cái này này là hàng. Ý như cái này này hàng. Này nó chỉ gửi. Giờ là hết cái khách hồng nữa rồi. Beo nâu cho nhóc mập. Beo nâu cho Nam Jun. Còn một cái beo nâu đang mặc cuối cùng nha tình yêu nha. Em mai còn một cái beo nâu đang mặc cuối cùng. 125.000 giùm em. 125 beo nâu. Rồi Mickey nè. Hôm trước mọi người hỏi em Mickey quá trời luôn. Các mọi người hỏi mẫu này nhiều lắm, mẫu này có hình Quỳnh Lan. Beo nâu cho Quỳnh Lan nha. Ok người đẹp đi, lấy beo nâu đi. Hỏi đồ mấy cái đồ dạng như kiểu sang sang á, đẹp lắm. Chị nhận đồ rồi đẹp lắm, em cảm ơn tình yêu Mai trước. Mickey cho Mai nè. Trời ơi cái mẫu này lên là hát tuổi giả mang nha. Dễ thương lắm, Mickey. Áo em mặc đầu tiên khi nào có để lại cho chị nha. Màu đen Gucci đúng không chị? Dạ rồi để em nhớ. Chị thích hàng hãng không? Em lên hàng hãng cho mình cho. Có vài mã hàng hãng ở đây nè. Con này cho em nha, chuột họa tiết Gucci ha. Có em mã chuột Gucci chuột. Có em mã chuột cũng được. Gucci chuột cho Mai. Bạch Huyền hết nâu rồi. Bắt đầu là Bạch Thuyền ơi. Cho mấy mã chuột. Chị Quỳnh Lan một cái kem, một cái nâu. Ở dưới mình còn một kem nào không ta? Một kem á. Rồi gu xì chuột cho Mai ha. Gu xì chuột. Kiểu như màu trắng, màu trắng trắng nhà nghè. Gu xì chuột gồm đơn chị. Ok chị Ngọc Hiền nè. Cho mấy gu xì chuột vào 125. Con này à, mọi người thấy em không giảm sỉ không được luôn là mọi người biết rồi đó. Cái này em bán cho mọi người là sỉ bằng lẻ luôn á. Sỉ bằng lẻ cái áo này luôn nè. Không có lời bao nhiêu hết. Này bây giờ áo này giờ lên giá ghê lắm. Áo này bây giờ đang hot trend đó cho nên nó lên giá lắm. Hàng về cũng không nhiêu, không đủ bán hết trơn. Rồi cô xì chuột cho Mai nha. Chuột cho Phạm Thị Phượng nè. Bất kỳ thích hàng hãng. Chị thì cái này hãng xa 70kg vừa. Dạ chị Ba Trân. Con này 70kg. Cái này chị Ba Trân vừa nè. Mickey chị Ba Trân. Phạm Thị Phượng có rồi ạ. Một cái kem Nobel cũng được. Nobel Quỳnh Lan có rồi nha chị nhé. Quỳnh Lan có Nobel rồi đó chị. Rồi Mickey em mai còn 2 cái cuối cùng. Mickey em mai còn 2 cái cuối cùng. Em mai còn 2 cái cuối cùng. Mickey cho Nguyễn Thủy. Nha chị mặc. À, Phạm Thị Phượng có rồi nha chị. Phạm Thị Phượng có chuột rồi ạ. À. Lê Nguyễn có chuột. Còn beo không hả? Ngọc Lệ hết beo rồi chị ơi. Rồi em hết chuột nha. Em hết chuột rồi. Hết beo hả? À? Beo còn 1 chút nữa. Hot beo rồi tình yêu. 125.000 cho Tiêu Phương nha. 125. Mã này cho Mai mã đen đi ạ. Mã đen cho Mai con này mã đen.
Đen mail 125.000. Đen nè. Đen gì mail 125.000 mã đen. Con dài vừa ha, đẹp lắm, 70 kg vừa luôn á cả nhà. Trời ơi, xinh quá. Chốt mail này mã đen à. Đen gì mail con này nha, 125.000 ha. Mọi thứ có 5 cái à. 5 cái được 5 chị có à. Chị nào thích thì chốt. Chốt sớm giùm em để nó hết. Có 5 cái rồi. Nha, có 5 cái duy nhất. Chốt đen giùm em ạ. Lên lên mặt ở đen. $125.000 cho mai đen. $125.000 mã đen. Rồi mã này cho mai là mã xanh lá. Xanh lá nha, màu xanh lá hot trend nè cả nhà. Màu xanh đậm nè, xanh lá đây nó hot trend nè. Đây cho người đẹp thơ ly, thơ ly có đen. Rồi mã xanh lá cho mai con này. Xanh lá giống như cái màu nâu hồi nãy á, nhưng mà cái này màu xanh. Xanh lá. Màu này lên trẻ. Màu này nó hot trend á. Xanh lá nó viền sọc đỏ gu xì nè. Nó viền đường viền sọc đỏ gu xì nè. Xanh lá cho Diệu Kỳ. Diệu Kỳ có lá. Rồi xanh lá và đen hai màu. 125.000 đồng giá cho em mang hôm nay ha. 125. 125.000 len bao mịn bao dày. Coi dạy cực kỳ luôn nha. Dày mà nó dạy với dày mà vải nó cứng rồi sừng lông mặt ngứa luôn ha. Xanh lá chị Nguyễn Thủy có. Dạ Nguyễn Thủy có lá. Chốt em mã lá và mã đen. Lá và đen hai màu. Ủa rẻ hơn được trước hả? Được trước chị bán bao nhiêu? Được trước chị bán bao nhiêu? Chết cha rồi. Cứ nhớ lộn giá, được trước là cho 25 mà. Ủa, được trước chị bán bao nhiêu ta? Được chị ba chân đâu rồi? Để cho thông tin chị ba chân nè, bữa trước chị mua nhiều lắm nè. Đơn hiền nè. $129. Trời ơi, bán 129, lần này lên giá mà bán 125, mới đau khổ chứ. Ờ, chứ có lộn giá. $129 chị ơi, 109 là em còn có 2 cái em xả. Còn em bán mà nguyên một cọc về là 129.000. Ô trời. Thôi lỡ bán cho mấy chị rồi. Lỡ bán cho mấy chị rồi. Coi như là, coi như là bán không lời, kệ bán luôn. Hèn chi mình có nói có sức kỳ dữ vậy ta. Cứ đạt đỏ nè. Thì cứ nhớ trong mặt, trong mặt 125 thôi rồi. Rồi đây là mặt còn nha, chị nào lấy đây coi mà đây giùm em. Xanh lá chị ba chân, dạ em lỡ bán rồi chị không sao, có vài gì, không có vấn đề gì. À, không có lỗ, em không có lỗ, em không có lời, em không có lỗ. Chị mai chút đỏ, em không có lỗ, em không có lời thôi, chị ba chân đỏ nè. Hẹn chị em nâu sao nay giá này không bỏ xỉ được luôn. Cho nó ổn vừa trước là giá bỏ xỉ được, hôm nay giá lên 8.000 cái sao mà bỏ xỉ được luôn vậy ta. Rồi, lỡ rồi các chị nha. Rồi đổi mang con này. Chốt em mã đỏ. Đỏ tim. Đỏ tim nha. Đỏ tim của em ơi, 125. Đỏ tim 125. Chốt cho mày đỏ tim em ơi còn 2 cái. 125.000 cái vé thôi. 125.000 cơ. Ôi trời, mặt vô nó mắc lạnh luôn rồi. Chốt em rõ tim nè. Cái màu này lên cưng quá. Phụng Trần đen. Phụng Trần có đen. 125.000 cho tình yêu nha. Đẹp quá. Em mới nhận áo len rồi. Đẹp đẹp lắm chị có tình yêu nè. Đỏ cho chị Trân Nguyễn. Trân Nguyễn có đỏ. Rồi em mai còn màu rõ cuối cùng đây mà. Đỏ tim cho mai ha. Đỏ tim giùm em, free size 65-70 cái đồ lại vừa luôn á.
Rồi chốt em mã đỏ. Em qua nè. Em đút con này đẹp nè. Ê da. Con này là hôm trước về về mọi người hỏi quá trời cái hổ này. Nâu đi o. Ôi ôi. Đen cho Tiêu Phương, đỏ chị Chiên Huỳnh. Dạ rồi, ok ạ. Tiêu Phương đen. Áo nào em mặc cũng đẹp. Đen còn không? Đen cho Quy Anh Na. Bỏ cho đơn viên Nguyễn 618, ok tình yêu nè. Dạ đúng rồi chị Ngọc Hiền. Dạ đúng rồi chị. Rồi mã này cho mã nâu. Con này mình mặc kiểu mặc khoác thôi. Mã này cho em mã nâu ạ. Tại vì cái form này là mình mặc như vậy này. Còn cái bây giờ nó lòi lòi ra, cái cuốn nó lòi ra nhìn nó kỳ lắm, nó không có đẹp. Đó, mấy chị mặc đã, mặc đã mặc cái này là mình phải lên cho nó sang đúng không? Mặc sang là nó lòi cái túi ra nhìn kỳ lắm. Em cũng không thích túi nữa, thật sự luôn. Chị nâu, chị Ba Chân nâu, chị Ngọc Huyền nâu. Nâu đi o cho Mai ha. Màu nâu này là khối đồ bao đẹp. Màu nâu cho Thơ Ly có. Còn hai cái nha. Mọi thứ có 5 cái à. Đợt này giá cao em về thứ 5 cái à. 125.000 nha Tâm Hoài. 125. 125.000. Con này là mọi người có thể mọi người lên Shopee mọi người mua 300 mấy cũng có giá này nè. Phượng Trần nâu. Hiếu Mộng nâu. Ok, người đẹp. Ngọc Hiền có nâu chưa? Dạ rồi ạ. À. Ngọc Hiền có nâu rồi. 125 á chị Lập Lê ơi, em hết nâu nha. Em mang hết nâu nha. Dạ dạ, Ngọc Hiền có rồi ạ. Rồi mã này cho em là đỏ gấu. Nâu em hết ạ. À. Con này cho em đỏ gấu. Tiêu Phương có đen. Đen còn nha, đen mai vẫn còn. Rồi đỏ gấu cho Mai con này ạ. À. Đỏ gấu, tí sai cho Mai ha. Đỏ gấu cho Mai nè, họa tiết. Hình con gấu đơn giản nha. Lai chị Viền. Con này là có nó 1, 2, 3, 4 nút dài, 5 nút dài nha. Chốt cho em đỏ gấu. Đỏ gấu. Đỏ gấu cho Diệu Kỳ. Diệu Kỳ có đỏ gấu nè. Đỏ gấu cho Mai, đỏ gấu. Còn vài mã nó hết rồi, Mai qua đồ bộ nha. Còn vài mã nó hết rồi. Đỏ gấu, con này cho em là đỏ chữ đi. Cái này có 1 cái là mấy này rớt ra. Rồi. Đỏ cuốn xì có 1 cái à. Chị Mai đẹp mấy. Cảm ơn em. Kem là mắc cỡ ghê thiệt luôn. Không có len dây kéo. Đỏ chữ. Đỏ chữ chị Ngọc Hiền nè. Rồi em hết chữ. Con cái rồi nha. Trước khi mà đỏ gấu. Dạ Ngọc Hiền có đỏ chữ. Cho Mai Lâm giùm em đỏ gấu nè. Mọi người. Đỏ gấu giùm Mai ha. Đỏ gấu. Đồ bộ này về đẹp lắm chị nhà ơi. Đồ bộ này về cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi em lên con này nha. Ôi đỉnh quá chị ơi. 5 cái thôi. Đỉnh giả mang luôn á. Mẫu này đỉnh giả mang luôn á. Xanh đen cho em Mai. Đẹp quá à. Trời ơi. Không nhưng mà form này nhỏ nha. Từ từ form này cho em là dưới 62 vừa. Bây giờ từ từ form này nhỏ hơn. Em thấy form này nhỏ hơn nha. Form này nhỏ hơn á. Mình có 1 cái này là form nhỏ thôi à. Từ từ để em coi cái form cái đã. Này đẹp quá. Đó, nhỏ hơn chưa. Này nhỏ hơn. Con này cho em là 40-60 vừa cho mọi người. 40-60 sau 2 chế độ lại thôi. 40 độ lên nha. 60 sau 2 quay đầu vừa giúp em thôi. Xanh đen Thiên An. Em sẽ xem giùm chị nha. Xanh đen thì Ngọc Hiền. Xanh đen cho Nguyễn Ti, Chuyên Huỳnh.
anh đang cho từ từ nó chạy. Cho nên chị thoa kim hết à. Mày hết nha. Quỷ ti có má xanh đen rồi cả nhà. Con này gem ma xanh lá nè, màu này không đẹp không lấy tiền luôn. Xanh lá cho má. Con này Vương Nhi em chưa qua lấy đồ nữa hả gái, chưa qua lấy đồ nữa hả? Lấy đồ chưa? Chưa à? Xin lá nhà Mai Thi Sa sẽ là 70kg vừa luôn nha cả nhà nha. Chốt em xin lá. Còn hút nhỏ không hả? Không biết nữa. Chắc xong quá. Thấy có màu đó không nhỏ thôi à. Chính cho em xin lá con này 45kg đổ lên 65-70kg quay đầu vừa. Còn này nó đâu có to đâu Thi An. Ok mà. Xin lá nhà Mai ạ. Màu hết kem nha cả nhà. Hết kem màu xanh lá. Nay có bỏ đây. Nay có bộ dài quần ống rộng không chị Mai? Bộ dài quần ống rộng hả? Có. Có bé ra đi. Xanh lá cho mấy con này. Bỏ cái màu xanh lá kìa. Màu này cưng xỉu luôn nha. Trời, màu đẹp quá cả nhà ơi. Màu này đẹp mà mấy chị không chốt hả? Xanh lá đẹp muốn chết. Câu thùng len không sớm. Áo thùng len không sớm. Rồi mới đi nhanh mà. Mới đi nhanh cái mạng này. Do còn màu này nữa nè. Do mới còn màu này nha. Do màu này là màu đỏ. Cái màu đỏ mà nó pha cái tông nâu nâu vô đẹp lắm. Cái màu đỏ nè. Đỏ. Đỏ mà pha tông nâu nâu vô ha. Dior đỏ. Kristen Dior đỏ. Chốt em mã đỏ. Ok chị Tiến Thế Anh. Đơn chị sau này là gửi luôn, không cần gọi hả chị? Đỏ với Quỳnh Như nè. Đơn chị là gửi luôn sau này không cần gọi hả? Để em biết cách em xử lý à. Quỳnh Như có đỏ. Đỏ cho Mai à. Đỏ cho chị Ba Trâm. Đỏ Dior ha. Hồi nãy nâu hết rồi. Mọi người chốt em màu đỏ đi. Đỏ đẹp lắm. Xanh lá đồng giá 125.000 phí Pháp nha. Đỏ cho Thơ Ly. Xanh đen hết rồi pha kim ơi. Xanh đen hết rồi. 125.000 đồng giá. Chốt em mà đỏ đô à. Đỏ Dior giùm anh con này ha, còn mấy cái. Còn còn hai cái đỏ. Đỏ Dior giùm anh ha, 45 độ lên 65-70kg độ lại vừa ha. Con này là dạng phim style giùm anh mọi người, coi cái chất con đó nè. Bao coi dạng thoải mái luôn nha. Chị nào mà to thì khoác ra to chút xíu như thế này thôi nha, rất đẹp, phụng trần đỏ nè. Còn cái đó là cho người là hết nha, 125 hôm nay bán lộn giá đó. Hôm nay Mai bán lộn giá đó mọi người. Không có giá này đâu, 125 bán lộn giá.
Hôm trước chị có chốt áo lên không thấy em gửi hàng. Alice Nguyễn, chị chốt ở đâu hả? Chị chốt trên live luôn hả chị? Để em kiểm tra lại cái đơn của mình. Hôm 7 tháng 7, hai sản phẩm 98.000. Đen bi beo với đỏ beo. Ủa sao kỳ vậy ta? Dạ rồi. Để em coi lại đơn của mình nè. Nha Đức Nguyễn. Đỏ chị Bảo Trân Bảo Ngọc. Đỏ chị Bảo Ngọc với đỏ ok rồi. Mã này kem màu nâu nha. Nâu LV nha mẹ nha. Nâu cho em Mai họa tiết LV nè mọi người ơi. LV á. Họa tiết LV nè. Rồi nâu. Ui con nâu này sang quá. Con nâu này nó giống như con nâu vương miệng kia. Nhưng mà cái màu nâu này nó đẹp hơn nha. Xanh lá 48 chiếc thánh pháp có. Chiếc pháp có xanh lá. LV nâu. Ui màu này lên tay quá mọi người. Linh gì bé Linh Ngọc hả? Linh Ngọc chưa chút nâu được chút nâu này đi. Nâu nè, trời ơi cái màu nâu này. Màu nâu này đúng đỉnh luôn nha. Màu nâu này đúng đỉnh luôn á. Nâu cho mai 125. Nâu cho mai này. Nâu về chị Ba Trâm nè. Chị Minh Huyền Nguyễn. Chị Phụng Trần. Lê Nguyễn. Thúy Nguyễn. Ôi trời hết luôn rồi. Hết luôn rồi. Hết luôn rồi mọi người. Còn Trần hết. Linh Ngọc hết. Hết đâu rồi. Ngọc Hiền hả? Ngọc Hiền có không ta? Ngọc Hiền chưa có nha chị nha. Không có, hết nâu rồi chị. Hết nâu luôn Thúy Thanh. Alex Nguyễn hết luôn rồi chị ơi. Lấy cái xanh chữ cho mình này Mỹ Hạnh. Ok có. Mỹ Hạnh có xanh chữ. Rồi mã này cho mai đỏ. Có đồ bộ dài chị Hiếu Mộng. Em có đồ bộ dài. Đồ bộ kiểu dài á. Rồi mã này cho mai nha đỏ. Đỏ hả cái chữ G. Kiểu chữ này. Chúc em đỏ. Dạ Ngọc Huyền. Bên máy này là không thấy luôn á chị. Em thấy chị sâu nè. Em thấy chị sâu vừa cái sâu luôn. Dạ thôi bình luận một khách giùm em nha. Bình luận một khách giùm em mai nha. Rồi lên đây mấy con này là mã đỏ. Ờ dạ rồi em lên đồ bộ nhà liền với chị nở bùi. Nở bùi. Rồi cho mày mã đỏ em con này đỏ. Đỏ nè. Đợt này về màu mới nè. Đỏ em mặc nha. Còn nhiều mẫu mà. Ok rồi mã này cho em may là caro đi. Đỏ chị Alice Nguyễn. Minh Thiền Nguyễn có dạ. Minh Thiền Nguyễn có chị. Minh Thiền Nguyễn dạ có với chị nha. Con này cho em là mã caro. Mã caro giùm em nè. Caro đỏ. Chốt giùm em mã caro đỏ. Hoa kim 597 035 30. À ok hoa kim nè. À 125.000 cho Thu Nguyễn. Chốt giùm em này mã caro vàng. Caro vàng, à caro đỏ phối màu. Caro giùm em phối màu nha. Caro phối màu 125 cao khóa màu. Rồi mấy lên này mang qua đồ bộ luôn. Đen Fendi. Ô là trời. Fendi đen nè mọi người. Đen Fendi cho mai đen Fendi. Rồi gớt cái nút. Nút nào á. Chết rồi. Con này nó bị lỗi cái nút rồi. Caro cho Phương Nhi nè. Con này nó bị lỗi cái nút rồi. Giờ còn 4 cái nha. Còn 4 cái. Đen cho chị Thương Nguyễn. Đen cho Mai Quỳnh. Nhận hàng rồi báo lên đẹp quá. Đen chị Hằng Phương. Đen chị Phượng Trần.
hả? Phụ Trầm có, Thùy Nguyễn hết, Bảo Y hết, Bảo Y Lâm Mấy Nhi hết rồi, Tình Yêu ơi hết rồi, hết rồi, hết rồi mọi người ơi, hết rồi. Cái này là lẻ mẫu nè, áo len nè, hay có áo len đó nè, áo len với đồ bộ nè cả nhà, lên bao lại. Có xa ai xả vì nâu đưa chị nghe em. Dạ rồi Quena hết rồi Quena ơi. Có con cái này bị lỗi nút nè mọi người, bị bể một cái nút rồi. Con này nó bị bể một cái nút rồi, nó bị bể một cái nút ở dưới cùng này. Có ai lấy mai sale cho, có ai lấy không mai sale cho, mai sale cho 105.000. Mọi người về kiếm cái nút tương tự này về gắn vô dùm Mai nè, nút màu vàng cũng dễ kiếm đó. Đó, có một cái bị bể nút. Có ai lấy không mai sale cho, mai sale 105. Cứ mai mặc áo 105. 105 về thay nút vô là ok thôi, bể nút. Cho 105. Chị Thúy Thanh lấy ha, ok chị nè. Rồi Thúy Thanh lấy. Không có Bảo Nghi ơi. Thương Nguyễn có chị. Nhóc mập xả cái nâu beo kìa. Cái nâu beo của nhóc mập. Ừ. Quên nào hết rồi, quên nào. Mấy còn cái nâu beo. Con áo này nha mọi người nha, con áo này là dạng nó xẻ bên hông nè. Rồi 59.000 cho mai áo này luôn, áo len 40-56 vừa, 40-56 vừa, 59.000. Chứ như mai mã này, mã nâu, mã hoa. Mai còn cái nâu beo, hồi nãy hỏi mai nâu beo nè. Còn cái nâu beo. Ủa mấy con cái nâu beo, áo nó mặc thì nó ốm á má. Ừ, mà mấy áo thì nó ốm rồi. Nó lùng. Rồi mã này nâu beo vậy mày, 59.000 cho chị Thúy Thanh nè. Nguyễn Liên chị vừa không, là cái gì khoác là chị vừa, áo này hình như chị không vừa. Nâu beo mai còn cái nha, nâu beo cho Mi Harry nè. Rồi Mi Harry em hết. Đây thì còn mấy mã màu màu nào em hết rồi. Đây còn mấy màu nào lúc lúc màu ở đây chị. Áo 59.000 dùm em, 40-56 vừa. Len, len nhanh lắm, len có vài mẫu à, mai len nhanh lắm nha cả nhà. Con này dạ lên lỗ nè, 40-56 vừa cho mang ha. Mẫu này là hot trend, hot ở trên TikTok á, xinh lắm luôn á mọi người. 40-56 vừa cho mang con này, nó xẻ bên hông. Rồi sale cho cả nhà 59k, 59k cho mang con này nha, 59k. Đang hot trend TikTok nha, 40-56 vừa cho mang con này 59.000. Chốt cho mang con này mã nâu 59. Mã nâu 59 cho em, mã nâu 59. Mã nâu 59, chị Mai Trúc. Rấu con rồi nữa. Mày cái này khác. Có lên màu đen, màu đen. Trời, màu xanh lá còn nhiều không? Chị Alex 10 lấy cái nào ạ? Trời, xanh lá này đẹp quá trời luôn. À, cái nào còn hai cái. Một lấy năm xả lỗ. 125.000 cho mấy con này.
cái chất nó mặc vô mắt rụi luôn nha. Chị Alice Nguyễn Nâu 59 nè. Đây là em còn đi mẫu này đi sơn cho mọi người. Đây em mặc còn xanh lá, đỏ gấu, đen, xanh vương miệng nha. Xanh vương miệng nè. Đen chữ ngu xì, đen chữ với mai đen chữ. Mọi người muốn coi màu nào thì mai mở màu đó cho coi nha. Rồi mai đi qua rồi á. Rồi con này cho mai là đỏ. Đỏ vòng tròn đi. Đỏ vòng tròn, đỏ tay thỏ nè. Đỏ tay thỏ. Và caro. Và caro giùm em. Có em còn như đây màu. Mọi thứ em còn có 1 cái, 2 cái này nha, không có nhiều đâu. Nè, đỏ tay thỏ nè. Đỏ tay thỏ. Xinh lắm, đỏ tay thỏ nè cả nhà. Đỏ tay thỏ ha. Đen chữ đây ạ. Cho em xem đen chữ Mihari nè. Đen chữ. Còn đen chữ không mấy cái. Xanh vương miệng chị Nguyễn Thu. Xanh vương miệng chị Nguyễn Thu. Đen chữ chị Phượng Trần. Mai còn cái đen chữ cuối cùng hết. Mai còn cái đen chữ. Chốt mai con này mã đen chữ cuối cùng. Còn cái đen chữ nha. Đen chữ cho Mihari. Còn cái đen này nữa. Đen này cho mai là đen phối. Đen phối. Đúng rồi, Mỹ Hạnh. Xanh này nè. Đen phối. Mà đã bùi Mỹ Hạnh em lấy xanh này đúng không? Bùi chị Mỹ Hạnh lấy cái xanh lá. Bùi chị Mỹ Hạnh. Con này mai đen phối nha. Đen phối bên này nè. Đỏ tay thỏ cho Hương Vang. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, thì Mỹ Hạnh nha. Đỏ tay thỏ cho Hương Vang. Đỏ tay thỏ là con này. Đen phối chị Lập Lê. Đỏ tay thỏ này. Đúng rồi đó. Đen phối hết luôn rồi. Rồi đen phối em mai hết luôn. Đỏ tay thỏ Hương Vang có nè. Đỏ tay thỏ. Xanh lá vương miệng nè. Xanh lá vương miệng nha. Đen phối em mai hết rồi. Đỏ gấu. Đen phối hết luôn. Hoa Suki, Diệu Nguyên, Nguyễn ơi hết rồi ạ. Rồi đỏ tay gấu, đỏ gấu nè. Cho em khoác caro tìm hình. Con này đỏ gấu với mai nha, đỏ gấu. Đỏ vòng tròn nè. Đỏ vòng tròn, cái này đỏ vòng tròn. Đỏ vòng tròn. Đỏ tay thỏ chị Nguyên Nguyễn. Còn cái đỏ tay thỏ cuối cùng. Rồi caro nè. Tiền Quỳnh lấy thì ok cho mai kèm số thoại nha Tiền Quỳnh nha. Ủa nè, caro nè, Tiền Quỳnh lấy thì ok cho mai kèm số thoại. Đỏ gấu cho Mihari. Đỏ gấu. Xanh vương miệng cho chị Nguyên Nguyễn. Ok thôi để Mỹ Hạnh. Rồi hết xanh vương miệng. Hết xanh vương miệng ạ. Dạ còn chị Ánh Tuyết. Dạ còn ạ. Rồi Tiền Huỳnh lấy các caro này cho chị Mai xin số thoại. Cho Mai xin số thoại nha. Caro nè. Caro phối nha. Xinh lắm. Con này mà mặc với chân váy hoặc là lên với là chân váy áo dây rồi kia là lên xinh lắm.
kiểu giống như kiểu xin tin á, dễ thương á, caro dành cho trẻ trẻ mà. Chỗ này là ví dụ như mình muốn cái phong cách xa cũng được, muốn phong cách trẻ trung cũng được. Mã này cho mày đỏ gấu, đỏ chữ, đỏ tai thỏ. Sắp tới Noel rồi mọi người, Noel với Tết nè, mua màu đỏ chữ sẵn cho nó hang, đầu năm mặc cho nó hang. Rồi à, mã em mặc là xanh lá chị, xanh lá cho Mai ạ. À, xanh lá còn mấy cái, xanh lá cho mấy bạn, xanh lá, xanh lá giùm em. Ôi trời, em mặc là xanh lá 125.000 ạ, 125. Cái đai này em để bên kia đi, đừng có để đây. Đỏ gấu 12 đi có rồi, đúng rồi. Nguyên Nguyễn hai cái, Nguyên Nguyễn hai cái. Rồi xanh lá chị ấn clip nè, xanh lá chị ba chân hết xanh lá, em hết xanh lá rồi. Xin Lê em hết, Lưu Thanh Hà hết, còn đỏ là caro thôi. Áo này ra mai nè mọi người nha, bữa trước giờ về chắc cũng hơi đợt này, đợt là thứ đợt thứ sáu rồi đó. Áo này em về đợt thứ sáu rồi đó, nó vẫn còn hot giả mang đây cả nhà đó. Vô áo là mọi người biết áo gì rồi đúng không? Ba lỗ cho em mang con này, gãy sắp gãy mọi người mới về gãy livestream cho bạn. Ba lỗ cho con này nha mọi người nha. Trời ơi 59.000 cho em con này, 59.000. Chị nở vùi rồi rồi rồi, đồ bộ có liền, 59.000 cho em Mai. Sorry tình yêu, 59.000 cho con này nha cả nhà nhé, xinh lắm luôn nè mọi người. Chốt em mã sọc đen, ba lỗ, ba lỗ chị Ngọc Hiền, Trang Nguyễn. Áo này đang vẫn còn hot lắm mọi người, vẫn còn hot TikTok lắm. Ba lỗ với Mai Hương Diễn, 59.000 thì Mai lên bao đẹp. Chị Hằng Phương, chị Thư Đạt, trước em ba lỗ 59k, đợt trước về 79, đợt này 59, con lật đật. Chị Ba Trâm, mặc lên cưng lắm mọi người, 59.000 thôi. Hiếu Mộng, hai ba, chị Dung Lê, chị Dung Lê, chị Nga Nguyễn. Dung Lê chị ảnh chưa? Dung Lê chưa. Chị Dung Lê nè, đó là đợt có rồi. Áo khoác 125.000 chị Quỳnh Trang ơi. Chị Nga Nguyễn có, Mihari 59 có, Nguyễn Ti có. Em mua bán sao vậy thằng em ơi, em cảm ơn ạ. À, chị Thiên Định có, chị Nhung Võ có. 6996 quay đầu vừa giúp em. Alice Nguyễn có, Alice Nguyễn có. Rồi em mai còn một cái cuối cùng hết. Năm mươi chín ngàn cho em. Phân bò có hết ạ, hết ạ, phân bò có rồi. Chị nào chưa có sọc đen chốt sọc xanh sọc tím đi ạ. Chuyên Quỳnh ơi, lấy sọc đen sọc xanh, à, sọc xanh sọc tím đi nè. Hai màu này bữa giờ là chưa có hàng luôn, và em bảo đảm cho mọi người không thấy ở đâu hai màu này hết. Có vài cái à, không có nhiều, không có nhiều. Sọc xanh nè, trời ơi cái màu nó cưng xỉu luôn á. Sọc tím nè, 59.000 nha Mai, sọc xanh sọc tím hai màu, 60-60 đồng một nha, 40-60 vừa. Sọc xanh sọc tím nha. Ôi ôi, cưng lắm, đẹp lắm mọi người. Ủa hả? Ủa sao còn dư một cái? Đáp rẻ cũng chín chín. Chị nghĩ lên xanh.
Chị hả, giờ còn cái cặp đen cho bạn gì nè, cho bạn gì nè, Thiên Quỳnh quay giấy không? Mấy đứa mà bay không có thôi. Thiên Quỳnh Hương Diễm sọc xanh nè, Thủy Linh sọc xanh, Hương Diễm sọc xanh, chị Ba Chân tím nè, chị Mai Chất sọc xanh nè. Em Mai còn có sọc tím, em còn có sọc tím mà. Thiên Quỳnh có đen với tím nha. À, hết rồi mọi người, hết rồi. Hết rồi cả nhà. Không có nhiều đâu. Áo này Mai đi nhanh lắm. Em đi nhanh lắm rồi, đồ bộ liền đó. Em đi nhanh lắm. Đồ bộ mọi người đừng, mà mọi người đợi nha. Đợi đi rồi mọi người sẽ không thất vọng đâu. Bộ này là bộ hot bây giờ không á, chứ phải đồ bộ kiểu như hồi xưa giờ mình hay bán. Đồ bộ này lô này mọi người chưa thấy bao giờ. Đẹp, đẹp, chuẩn, xịn xịn. Hết xanh rồi. Chị Trương Huỳnh là chỉ có tím thôi nha. Qua này cho Mai 40-56 vừa thôi ạ. Con này dạng lên lỗ nè, 40-56 vừa. Mọi người mặc kèm với áo dây áo ra giùm Mai nha. Bé ơi, giảm băng kê xuống chị tiếng đi. Rồi con này cho Mai nha, chờ bộ lâu quá. Lên liền, lên liền, lên liền. À rồi, 40-56 vừa Mai con này nè. 59.000 cho Mai đồng giá luôn. Có màu kem với màu nâu, hai màu kem và nâu. Dạ có chị Ba Chân, 58 cái không vừa kem với nâu nha, hai màu kem với nâu nè cả nhà. Chị con là tưởng lấy kem hả? Kem với nâu hai màu nè, mẫu này nó hot trend nè. Con này cái hot trend mình là dạng lên lỗ nha. Mọi người mặc kèm với áo ra hoặc là áo dây bên trong giùm em. Mặc kèm áo ra hoặc dây bên trong giùm em nè cả nhà. Kem và nâu hai màu giùm em con này ha. Kem và nâu hai màu, kèm ra hoặc kèm dây. Áo này mặc kèm với áo ra nó sẽ đẹp hơn nha. Ra em có bán 39.000 một cái, tìm đi nào lấy thì đến em Mai gửi hình qua cho. Rồi kem, kem con lượt được. Kem với chị Mỹ Linh. Kem nè. Kem nâu hai màu. Kem nó đậm hai màu. Kem nè. Em mặc kem cho mọi người coi ha, mặc nó đậm nè. Kem nha Hương Diễm. Em mặc nó đậm mọi người coi nha. Kem nha Nguyễn Ti 59.000. Kem nha Thiên Quỳnh. Mặc không vậy cho sexy chị ơi. Mặc không vậy chồng nó đuổi đi khỏi nhà luôn đó. Áo ra em hiện tại ô màu nâu cũng đẹp quá trời. Màu kem hả? Em hết kem rồi chị ơi. Trời ơi. Hôm trước bao nhiêu mọi người? Hôm trước bao nhiêu? 79.000 con này đúng không? Trời ơi, hôm trước 79.000 mới cách đây vài ngày thôi. U má ơi, thiệt luôn. Kem em hết rồi, Nguyễn Hảo ơi, màu nâu giùm em Mai đi. Màu này lên cũng đây quá trời nè. Con này cho màu nâu. Nâu cho Mai nha, nâu. Chị đổi nâu giùm em đúng không ạ? À? Áo ra có lấy cho chị với. Dạ. Chú có bán chứ. Đổi nâu cho Nguyễn Ti nha. Rồi Nguyễn Ti đổi nâu nè. Nguyễn Ti nâu. Vậy chị Nguyễn Thảo có kem nè. Chú có bán. Chú có bán thì em ơi. Con này là, ủa cái này là hôm qua chị lấy chị mang mà. Em lấy em treo lên hả? Là con cái đúng không? Cái túi này 95C79 79 nè, 95C79, màu hồng 79 luôn. Còn cái này là silicone, hàng CK á, hàng CK silicone 89.000 luôn, 89.000 nốt luôn. Silicone này còn con rồi nha, con này là Mai đang xài. Con ấy nó treo lên trên luôn rồi. Còn con của mọi người là hàng túi trong hộp nguyên nha. Ở trong cái bao nguyên ha. Rồi mã nâu cho Mai con này nha. Chốt cho Mai nâu 59.000.
ngon cho mai 59 ngàn, trên cùng sale 79 ngàn luôn. Rồi hôm trước em vừa bán con này 79 ngàn nè, mẫu hot trend đó rồi nha. Con này em mang sale cho mọi người bao nhiêu? 59 ngàn, trời ơi 40-60 vừa nha, đẹp lắm luôn á cả nhà ơi, xinh lắm, màu này lên xinh lắm. Chốt cho em mã sắc màu. Con này lên cho em ơi, mã sắc màu. Tại vì nó nhiều màu. Nó phối màu ngọt ngọt không à. Ừ. Mã này là mẫu này là không cần mặc áo lót bên trong. Nó dạng ba lỗ nhưng mọi người không cần mặc với lót bên trong nha. 60 kg quay đầu vội mang con này, mã sắc màu ha. Sắc màu chị Mai trúc 59 ngàn cho em Mai, rồi tự bóc đi. 40-60 vừa cho Mai ạ. Cho đây mã sắc màu 59 ngàn. Hôm nay chị nào mua hơn á, chị Mai trúc rồi đúng không? Ờ à, chị Trần Ngọc, Mi Harry, Diệu Kỳ, Thiên Huỳnh, chị Hằng Phương, chị Hương Diễm. Có một màu à gái ơi, cái này nó có một màu à, Huy An ơi, một cái Huy An nha. Chị Kim Dung, chị Mai Quỳnh, Quỳnh Thị Mỹ Hạnh. Có bao không, có gì, có ba lỗ không hả? Mi Harry có rồi, Mỹ Hạnh có chưa? Mỹ Hạnh 10 cái. Mỹ Hạnh có chưa? Mỹ Hạnh gì chưa? Rồi chị Mỹ Hạnh. Mỹ Hạnh mấy? 11 3 4 5 6 7 8. Em 9 nè. Em bỏ cho Thiên An 2 cái nha. Bỏ Thiên An 2 cái. Nguyễn Hạnh, Sang Sang, Alice Nguyễn. Chị Ba Trâm, Vi Phương Phạm, Nhóc Mập. Hôm nay có quần đùi, có đồ bộ. Á Đức Nguyễn có. Rồi em ơi, còn vài gái hết rồi. Chớ nghe mà sắc màu 59 ngàn. Hôm trước vừa về ở Tiền Quỳnh 2 cái. Tiền Quỳnh 2 cái ok chị nè. Tiền Quỳnh có. Sắc màu chị Thiên Định có. Chốt cho em mã sắc màu 40-60 vừa con này. Xinh lắm mọi người. Con này mặc rất là xinh, mọi người phối với chân váy, mọi người phối với quần jean, quần sọt. Hoặc là quần kiểu như đơn giản thôi. Ở dưới đây nó có đường viền kiểu như bo bo nhẹ nhẹ nè. Dễ thương lắm. Chốt cho em mã sắc màu nha. Sắc màu 59 ngàn. Xâm ngư nè. Xâm ngư cá đang mặc. Rồi còn một tẹp 59 ngàn cho em. Còn một tẹp. Ồ ai xả thì trời ơi. Mã này cho màu đen. Màu đen dạng len lỗ nha cả nhà. Nè. Rồi cho màu đen này. Đen mọi người kèm áo ra áo dây bình em ha. Mặc kèm áo ra áo dây. Chú mày đen ha. Họ hot trend nè. Ba lỗ đen. Chơi vải đen, mẫu này còn đen, còn nâu, hai màu. Con này còn đen và còn nâu ha, 59 ngàn mà đồng giá luôn, đen và nâu. Đây nha, chị Ngọc Hiền, đây chị Mỹ Linh. Ngọc Hiền, Mỹ Linh, em có 2 cái. Màu 59 ngàn Nguyễn Thi. Lấy thêm mã nào nữa không chị? Nguyễn Thi có. Nam đi nhậu với chị Linh. Chị Trần Ngọc đen. Nguyễn Thi là sắc màu nha. Chị Trần Ngọc đen. Lan Trần đen. Ai mặc 40-60 vừa rồi, chị ơi. Ai mới mặc 40-60 vừa. 59 ngàn cho mang con này. Kỳ vậy? Sao trình độ quanh đồ càng ngày càng dở rồi trời. Hết đen rồi cả nhà.
Chứ ba cái. Chị may quần hai cái. Hết đen rồi. May quần hai cái sắc màu nè. Đen à, hết đen rồi Nguyễn Thư, còn màu nâu. Con về lại cái nâu này đó đi. Con về lại mấy mã hồi nãy á. Kia nữa. Hết đen lấy nâu được không? Rồi qua bộ nè. Em qua bộ nè. Nha, còn màu này là tình yêu ơi. Còn màu này nè. 40-56 mùa gì mà ha. 40-56 mùa màu nâu. Màu nâu tay á. Đẹp lắm. 40-56 mùa. 40 đổi lên 56 cái đồ lại vừa chú Mai á. Nâu. Chú Mai nâu con này. Nâu chữ Yên Di á. Nâu 40-56 mùa. Mẫu này cũng 56 vừa luôn. Hai cái nâu chị mang quần. Con này cho Mai nè, cũng 56 đồ lại vừa có tay. Có tay hoa, chúc Mai mặc này mã hoa. Hoa nha, chúc Mai mặc mã hoa. $59 cho Mai mã hoa. Chị còn áo len tay ngắn không hả? Hai cái hoa chị may quần nâu cho Nguyễn Thi. Hai cái hoa chị may quần nè. Hai hoa chị may quần nè. Ok, hoa cho Nguyên Nguyễn, hoa chị Quỳnh Lan. Hoa Nguyên Nguyễn, hoa Quỳnh Lan. Hoa Quỳnh Lan, ok chị. Đơn Phan Ngọc Yến là hình như có một món à, chưa đi đâu. Rồi, áo len tay ngắn thì Mai còn hàng sale á, còn nhiều lắm mọi người. Nhưng mà bây giờ Mai lên đồ bộ nãy giờ khách đợi đồ bộ lâu rồi nha. Mai lên bộ cái nha. Còn len Mai còn nhiều mã sale lắm. Chưa sale hết nữa mà. Trời ơi, thiệt tình luôn á, ai xả vậy trời. Chán rồi. Len thì còn bao la. Áo cổ đứt nè. Trời ơi, người phải dành thì không có, người có lại Bích Nguyễn nào vậy ta? Bích Nguyễn 519 hả? Quen quá vậy? Bích Nguyễn quen quá vậy? Nguyễn Huyền Trinh. Em thì còn nhiều gì để like lắm nha. Mọi người em qua đồ bộ tí nha. Cho mời tập thời gian em qua lại áo len ha. Một áo mặc cho bé em đi trần nè. Rồi đồ bộ. Thôi để mọi người dẫn bây giờ. Bộ đi. Mọi người dẫn bây giờ. Này này là đúng dữ luôn á. Em xin phép em coi giá chứ. Dạng ống suông nè. Dạng ống suông nha mọi người nha. Cái chất của nó mọi người nhìn kỹ giúp Mai nè. Nó đẹp. Giả mang. Con này nó đẹp giả mang nha. Có túi cho mình luôn nha. Hàng xịn nha. Có túi cho mình luôn.
Hàng này không phải là hàng xưởng may lên đâu. Cái vải nó siêu dày, đẹp lắm, quần ống rộng, áo không rộng, quần ống rộng. Ôi, ôi. Cái này có bộ 105.000. Cô Tông Thái xịn 100%, chúc cô Tông Thái xịn vải loại dày. Con này phi size dùm Mai nha, 48-65 kg vừa. Quần nhà ống rộng, ống suông á, áo phông rộng phủ mông nè, 48-65 kg vừa cho em mã đen, họa tiết hình con mèo pho, 48-65 kg vừa cưng ơi. Quần của nó nè, quần là đúng vải đẹp luôn, chốt rồi đúng xịn luôn, áo là vải của Tông Thái 100%, đẹp lắm. Con này mọi người ra ngoài mua hả? Xét kiểu này là tầm khoảng giá 200-230. Xét này mọi người mua vải ngoài là tầm khoảng giá 200-230 xét á, tại vải rất là dày. 48-65 kg vừa trên con này rồi, chốt mấy mã đen. Một bộ duy nhất rồi nha. Có một bộ duy nhất à. Một bộ kiểu á. Một bộ duy nhất thôi, chốt mấy mã đen. Hình này hình mặt con con cọp. Hình mặt con sư tử á. Con này là mặt sư tử nè. Rồi chốt đen dùm Mai nha. Xinh lắm cả nhà. Xinh lắm, vải siêu xịn. Thái bao đẹp nha. 48 độ lên 65-66 hơi đầu vừa. Chốt mấy con này là mã đen. Đây giùm em con này nha, đen. Đây giùm em 105.000, 105.000 sẽ đóng rộng. Xuất sắc luôn. Rồi mã này trên Mai. Xám. Tất cả những cái này là hàng may, là may may đều đẹp mà may có túi thì Mai nha cả nhà nha. Hàng mà mọi người mua ở ngoài mà vậy như vải kiểu may lên hàng rẻ thì nó sẽ không làm túi cho nghe đâu. Con này bên em là lót túi bên trong nè, mọi người yên tâm nha. Chất bao xịn luôn. Trời ơi. Mã đây cho mã xám. Xám nè, gân nè, vải gân nè. Gân siêu dày, siêu co giãn nha. Xếp mà ở nhà hoặc là mình đi chơi, cà phê được cũng dễ thương nè. Rồi đây là mã xám, cái này xám. Xám. Xám phi size 50-70 kg vừa. Sáng nha Mai, phi size 50-70 vừa. Áo là cô Tông Thái, vải đẹp. Áo là cô Tông Thái nha. Quần là giỏng rộng ha. 1.5, sáng với chị Mai Trúc nè. Chị Mai Trúc có sáng. Dạ Mai Trúc có sáng, vải đẹp lắm chị ơi. Vải đẹp lắm mọi người, cực kỳ đẹp luôn á. Nó bộ này đẹp lắm. Cái này hot trend mà dạng ống rộng nè. Rồi mã này cho Mai màu xanh. Con này cho em, con này cho em là màu xanh nha, màu xanh có ba lỗ không Mai, áo ba lỗ hả chị? 105.000 anh Honey ơi, 105, có bộ đen beo đẹp lắm nè anh em, đưa chị bên đây beo lại đi. 105.000 chị Kim Dung xanh nè, ống rộng nè anh Honey, chị nói chị tính xuống like, chị tính ao ra rồi chị nhắn tin chị kêu lên á, hồi nãy em hỏi chị bộ ống rộng nè. Thôi chị tính nhắn đi, này hàng xịn nha, không phải là hàng xịn giá sale, chứ không phải là hàng mà may lên vải xấu đâu, vải không đẹp đâu, nhưng mà mọi người yên tâm, chút này xịn lắm. Đen beo đi mang con này nha, đen beo mặc lên cưng dễ sợ luôn á cả nhà. Trời ơi, 48-65 kg vừa nè. Đen beo nè, Nguyễn Thị hết xanh rồi, có bộ một à. Quý Mai đen beo nè, đen nha, đen hỏa tiết hình mặt sư tử, quần là beo ha. Nó đi cùng bộ họa tiết nhẹ á, 105, đen. Rồi cái kéo đó nè. Cái kéo từ chiều rồi. Bên kia con nó có lấy không? Tùy á. Ờ, sao cái kéo từ chiều rồi không? Xuống miếng bụng cái đó con hơi gì. Đây ra hôm nay có nè. Áo hoa dùng đơn chị Mỹ Hạnh, em sẽ giấy chị 59.000. Áo hoa chị nhìn Mỹ Hạnh ok có rồi, nó kéo luôn. Trời ơi, để này mọi người không chốt mà tiếc nha mọi người nha. Má nói thật, bộ này mọi người không chốt là mọi tiếc á. Áo củ tim. Ôi má ơi, cái vải của nó có Tông Thái nè cả nhà, 105 quá rẻ luôn.
quá rẻ luôn á thiệt á. Lâu lâu phải đứng lại coi coi mình có bán lộn giá hay không nữa. Dạo này đầu óc thì rồi. Trời ơi nó xẻ nè, nó xẻ đằng trước chị Mai nha, con này nó xẻ vê đằng trước, củ tim xẻ vê đằng trước nè, free size đỉnh quá mọi người ơi, đỉnh lắm luôn á. Quần là dạng loe, quần ống loe, áo cổ tà xẻ mông, quần này xinh quá. Con này Mai nha, quần nhỏ loe, áo cổ tà xẻ mông, free size dưới 65kg luôn, đẹp quá mọi người ơi. Ừ. 45-65kg người cho Mai con này, đen xẻ tà cổ tim nha, nó xẻ tà cái chỗ này nè, nó có logo nè. Ô đẹp quá, quá trời quá đất thi an. Ờ, phụng trần nè. Ô đẹp quá, là bấm luôn á. Còn ba bộ nữa ha. Chị Hằng Phương, chị Nhã Nhã, anh Hanh đây, rồi Mai hết. Cái này bây giờ màu đỏ không à, hết rồi chị Ngọc Y Nguyễn ơi, số lượng có hàng nha. Dạ vừa Nhã Nhã, có màu hồng không chị, mang màu hồng mẫu khác đó. Rồi dán loe, con này dán loe nhà Mai nha, vải bo rip bao dày bao giãn luôn mọi người, nhìn được cái lưng ngoài nè, lưng cao nha, dán loe vải bo rip bao dày bao giãn ha. Rồi mã này cho Mai trắng gấu thiệt á, nhìn cái vải nó giùm Mai nè, nè. Oh, có tông thái chất đúng đỉnh luôn, 45-65kg vừa, đẹp quá mọi người ơi, đẹp rung người luôn á, không nghĩ ra bộ này nó đẹp như thế này á. 45-65kg vừa cho em mã trắng gấu, 65-66 vừa thì hạnh phúc rồi. Trắng gấu giùm Mai ạ, trắng gấu thôi, nó phân to thoải mái chị nha, con này cho em là phân to, áo phân thái phân to chị thoải mái. Quần là bao rip, quần là bo rip cho em nè, quần là vải bo rip nha mọi người, bo rip độ có nhãn nó cực kỳ luôn nha. Rồi cho em mã trắng, trắng gấu cho mấy con này, trắng gấu chị Hiếu Mộng nè, Hiếu Mộng có chốt trắng gấu cho em. Dạ đơn nó là em dồn lại hết đó chị. Rồi trắng gấu cho em 105, đẹp quá trời luôn, 105.000. Mọi người nhận hàng mọi người hết hồn liền, chất nó siêu đẹp luôn á. Cho chị Mai trắng gấu, 105 cho em trắng gấu. Trắng gấu chị Mai Trúc. Rồi lên cho em mã đen. Đen cái quần này là cũng là quần beo, con này Mai cũng là quần beo nha, ống rộng như ống suông rồi Mai nè, quần beo ống suông với áo trơn đen ha, áo trơn đen với quần beo ống suông. Rồi chốt Mai mã đen beo con này, đen beo nha, đen beo giùm Mai con này nha, quần ống suông beo nè, đi với là áo không? Áo trơn nè. Rồi 48-65kg vừa, 48-65kg vừa Mai mã này nha, 105.000. Chúc Mai mã 48-65kg vừa, mã đen beo Mai con này ha, đen beo quần giảm xuông xuông á. Tình yêu mà con này là mặt nó hắt dáng cực kỳ nha, hắt chân hắt đùi cực kỳ, mông to đùi to vô phong đẹp lắm. Chúc Mai mã đen beo này ha, 105 mã đen beo, đen beo áo chút có tông thái mình, quần là gân dày loại xịn loại giãn ha, có túi cho mình luôn. Chúc Mai mã đen beo ạ, đen trơn beo nè, cái kia nó có hình còn này là nó trơn. Rồi đen beo 105 đen beo, mã này cho Mai màu vàng, màu hồng hả, ờ quên, màu hồng, có màu hồng nhiều lắm nha. Đen beo chị Ngọc Y Nguyễn. Rồi mã này vàng thì Mai vàng, áo phơm rộng phủ mông nhổ quần, quần nè, quần le giùm Mai ha, quần le màu xanh, nó phối quần le màu xanh, áo màu vàng. Rồi chốt Mai mã vàng nhé, con này cho em mã vàng, quần le, áo có tông thái,
Chốt mấy bạn vàng 105.000. Rồi mã vàng dùm ai nha, vàng, vàng cho Thi An. Lên lên con này mã vàng dùm ai, vàng. Xong này lên hồng ok. Won. Phải won đó chứ phải là tại không có lên. Tại nào cái vàng á, khi nào làm đây xong rồi nhớ không không. Là nói đây mà không nhớ đây luôn á. Rồi mã vàng cho con này. Nguyễn Thùy hả? Nguyễn Thùy nãy giờ có gì chưa? Nãy giờ em chưa có món gì Phong Thùy. 105 một cái. Ủa phải không ta? Nguyễn Thùy đây có gì chưa? Rồi cho mẹ vàng. Vàng như con này nha, vàng, vàng quần lai áo vàng nè. Quần lai xanh áo vàng. Chưa có. Chọn đồ sẵn chút qua lấy. Rồi cho mai vàng. Màu hồng. Trắng quần hồng nè. Đây nè mọi người. Trời ơi. Trời ơi, cái này sao nó cưng quá vậy. Con này là bao cưng nha. Đây nó phối kiểu nè. Quần ống suông. Quần ống suông, quần màu hồng Mickey và Mai nha. Quần màu hồng sang luôn. Quần màu hồng sang luôn nha. Đi với con áo này. Đằng trước nè. Đằng sau nè. Đằng trước nè. Ôi nó đẹp quá à. 45-65 vừa. Chị Quanh Chu trắng. Đẹp lắm luôn mọi người ơi. 45-65 kỷ vừa mang này 105.000. Mọi người nhìn bộ đồ của nó nè. Đó nó dày kinh khủng luôn á. Trắng, trắng như Nguyễn Thùy nè. Nguyễn Thùy nè. Trắng thì Diệu Nhã Nhã. Chị Quanh Chu có Nhã Nhã, Nguyễn Thùy, Văn Chu. Đẹp lắm, 105 giùm anh. Chị Diệu Kỳ. Rồi Diệu Kỳ còn một cuối cùng. Mới còn một cuối cùng nha. 105. Đằng sau. Đằng trước. Quần của nó đây. Xinh giả mang luôn á. Chị có con này xinh giả mang luôn nè. Xinh quá. Thi An trắng nè. Hết nha. Mã cho mai màu đen. Coi cho mai màu đen. Áo nó hình gấu. Con gấu con đùng nha. Hình gấu nè. Hình in là bao đẹp mọi người khỏi sợ. Rồi quần, quần lê cho mấy con này. Quần lê hồng. Quần lê hồng. Áo gấu đen. Chốt cho mấy mã đen. Chốt cho mấy con này mã đen. Quần lê hồng áo gấu đen nha. Rồi 45-65kg cho mấy vừa. 65-66kg. 45-65kg cho mấy 6 cho mấy nha. Chị này cho mấy 6 thì có 2kg đồ lại vừa ha. Rồi đen. Đen cho Kim Dung nè. Đen cho Thi An nè. Còn hai đen ạ. Còn hai đen nữa hết. Đen cho Mai 105.000 thôi. Trời ơi, chắc nó đúng dày, đúng đã luôn á cả nhà. Con này là quần vải bo rip bao xịn. Chị vòng xoáy có. Vòng xoáy có nè. Rồi chốt mang lại mà đen. Đây hồng đen ok, vòng xoáy có. Mấy chị khách mới kiểm tra lại số điện thoại thì mai lần nữa nha. Coi mình cho thôi đúng không nha. Cho sai thì mai gọi không được rồi cho vô danh sách, mà mất không có chốt hàng được nữa đâu. Nha mọi người nha. Rồi nhớ là theo dõi fanpage giùm mai luôn. Chốt mang này mã gấu đen nha. Còn đúng một số cuối cùng. Còn đúng một số cuối cùng thì mai nha. Còn đúng một số cuối cùng. Lê thì nó không có làm túi. Chị Linh Quỳnh đen nè.
em mai hết. Cam ngày mai có 2 bộ thôi à. Cam ngày mai có 2 bộ thôi à. Cam. Quần của nó nè. Quần là sọc vàng. Áo cao phối cam ha. Dạ ok chị Nhã Nhã. Rồi con này cho mai là quần có túi nha. Ống rộng thì nó may túi được, còn ống loe là nó không may túi được. Con này mai quần có túi nè. Chốt này loại cam. Cam này bên này cam dạng ống suông. Cam set ống suông. Phi size 65kg vừa. À được rồi Như Như, gửi chung với Như thôi. Gửi chung với. Chốt bên này mã cam. Cam này bên này cam nha cả nhà, cam. Rồi cam cho mang 105.000. Cam phi size. Phi size cam. Cam ống rộng, chốt mã cam 105.000. Chốt cam cho mang ạ. Rồi lên đây mà bạn cam nha, tình yêu nha, cam cho em 105. 45 65 kg vừa. À, 47 tới 65 kg vừa nha con này. 47 65 vừa bạn cam. Mã này có hai màu đen và trắng. Con này có hai màu đen và trắng, quần ngắn ôm, bo rip ôm nè. Quần dạng bo rip ôm, con này nhỏ nha. Con mình cho mai nhỏ 40kg độ lên, 56kg quay đầu vừa nha. 40 độ lên, 56-57 quay đầu vừa nè. 40 độ lên nha, 56-57 quay đầu vừa cho mai. Mã này mã đen. Đen quần ôm nha. Áo phông rộng phủ mông. Và trắng hai màu. Đen trắng hai màu. Hai màu đen và trắng. Cho này 5.000 cho em mã đen và mã trắng. 40-56kg vừa. 40-56kg vừa cho mai đen và trắng. Đen và trắng giùm em hai màu. Quần ôm áo phông rộng phủ mông. Dưới 56kg. 105 mã đen và mã trắng. Chốt màu giùm em nha. Áo màu trắng này đi với cái hình. Cái quần màu xám này đi với cái hình màu xám này. Phối kiểu gì á. Rồi quần ôm đen trắng hai màu. Trắng cái chị Bon Nguyễn. Trắng cái chị Thanh Đàn Lê. Em mai còn đen à. Thế mà xạ bộ đồ. Dạ 105.000 chị. 105.000 đồng giá ngày mai ạ. Rồi set đây ngày mai. Trời ơi áo màu trắng. Cái vải của nó mềm nó đã thiệt đó mọi người. Con này cái vải của nó đã thiệt luôn á. Chút đúng đã luôn á. Quần nè. Bao giày bao con nhận thoải mái luôn. Con này ngày mai có túi nha. Có túi ngày mai nha cả nhà nha. Quần là dạng hình trái tim nè. Quần ống suông. Quần ống suông hình tim nha. Rồi áo màu trắng hình. Cái gái phi size ngày mai 47-65kg vừa. Nói chung là 47 ôm cỡ mai ôm ốm. Mai mỏng rồi mà ôm ốm nhỏ. Ôm ốm lên cái form này nhìn dễ thương lắm. Ốm thì lên nhìn không có bị ốm quá. Còn bự con thì lên form á. Hắt gió hắt dáng như dấu dáng á. Xét dấu dáng á. Áo mặt tròn nha chị nha, 59.000. Áo mặt 59.000 ạ. Rồi trước mai con này là mã trắng. Trắng hình đi. Trắng hình mang cái này nha, trắng. Trắng như chị Lâm Bé Nhi nè. Còn cái nó đen này hoài để em đi ra cho nó. Còn mấy chị cái đừng đó. Thùy Nhung. Thế còn cái nón 20.000 đúng không? Cũng ok nè. Nón 20.000 nè. Còn nón đen, còn nón đen không là còn mấy chị cái được. Rồi 105.000. Trái mai trắng con này trắng. Trái nóng xuôi mai trắng. 47-65kg vừa nha. Con này dễ mặn lắm cả nhà. Rồi chốt mai trắng con này. Phải đẹp ghê luôn.
Uniran thì chốt hàng chưa hả? Cái này là chốt rồi chứ. Thì Nhung ok. Rồi mã này cho Mai Hồng. Quần có túi cho mình luôn, quần nó luôn nè, ống xương. Cứ mang này mã hồng. Hồng thì con này hồng, hồng con mèo ra phiêu ha. Rồi lên đây con này mã hồng. Hồng hình con mèo. Áo hồng quần hồng. Thì ra 47 đô la 650 đồng người nhân 105 ngàn cho em mã hồng. Hồng 105. Hồng với chị Diệt Kỳ. Chốt em mã hồng. Hồng thì mang con này hồng. Con này cưng lắm. Con này mà. Con này bao cưng luôn. Dễ thương lắm luôn. Dễ thương lắm mọi người. Chốt em mã hồng. Chứ xíu em lượng một bộ. Em chưa dùng được nữa lại chút hàng hả? Rồi. Để chị lưu ở đây lại ha. Rồi mã hồng như mấy con này. Hồng 65 quay đầu vừa hồng. Hồng cho Thúy Hồng. Bộ quần 6 ống này áo đen sẽ tà không chị? Quần 6 ống này áo đen sẽ tà. Áo đen sẽ tà hết không? Dạ. Em sẽ tà hết rồi. À, cho chị xem len đỏ xong luôn đi. Dạ rồi để em xíu. Là mấy gì cái bộ trắng. Vậy thì có hồng. Ok, trắng hồng lên đỏ sau lưng để xíu cho chị. Bộ hồng còn chưa hay nè. 105 nè. Hết jean rồi thì Nhung ơi. Rồi mặt cười cho Mai nè. Hàng này em bao hàng xịn cho mọi người luôn nha. Chốt của nó nè. Quần có túi cho mình ha. Con này nè. Đẹp lắm luôn á, vải nó đanh lắm. Vải rất cực kỳ xịn luôn, mặt cười nè, dáng ống su. Áo khối nè. Chưa nghe nên lấy bộ hồng ok. Có giống dạng màu trắng nè Hana. Nhìn có giống dạng màu trắng nha, quần đó luôn, nhưng mà màu trắng. Áo trắng hình cô gái dễ thương á. Là màu trắng nha. Rồi con này cho Mai. Mặt cười. Trời ơi cái mặt cười nha. Xuất sắc luôn á mọi người. Chốt này không để không lấy tiền rồi cả nhà luôn. Mặt cười theo vào luôn nè. Con này là hàng xịn nha. Hàng xịn mà người ta xả lọ xả kho á. Nè mặt cười theo vào luôn ha. Vải áo nè. Boris bao loại giày coi vậy cực kỳ thoải mái luôn. 45-65kg vừa mang con này mặt cười. Mặt cười mang có màu nâu. Màu xám. Hai màu nâu và xám, chút màu lại giùm Mai đi. Chút mấy mã nâu và mã xám. Ờ, không, 8884488 á. Áo xám, quần xám. Áo xám, quần xám như con này. 65 cái loại vừa giúp em chị. Nè, áo xám, quần xám như con này nha. Rồi nâu và xám hai màu. Hai màu nâu và xám cho Mai chút màu. Đừng chút mặt cười. Chút màu đi cả nhà, đừng chút mặt cười. Nâu và xám. Hai màu nâu và xám. Chút màu cười không biết mọi người lấy màu nào ha. Hai màu nâu và xám nè. Con này cho em màu nâu nè. Con này mang màu nâu nha. Con này mang màu xám nha. Ờ, nâu cho Mihari nè. Nâu cho Mihari. Xám cho Nguyễn Thùy. Nâu chị Vòng Xoáy. Nâu chị Phụng Trần, nâu cho Phụng Trần. Cứ mở nâu mà xám, xám chứ Phạm Kim Lệ. Xám cho Lâm Mỹ Nhi. Xám cho Trần Hải Đăng. 105 ngàn chị cầm mỏng ơi, 105 giùm em. Rồi em ơi còn 2 nâu 1 xám nha.
Trời ơi, bộ nó dày kinh khủng luôn á. Vải dày mà vải siêu đẹp nha. Không phải là vải dày mà vải xấu, vải cứng đâu. Mọi người nhìn giúp em nè, cái vải của nó nè. Bao đỉnh luôn. Con này là mặc vải bao đỉnh luôn á. Xám, áo xám, quần xám. Chốt bao nhiêu mã xám. Mặt cười xám. Đang hết trên nha. 105 ngày mai mặt cười theo vào luôn. Rồi chốt lên mã xám. Còn một bộ xám, hai bộ nâu. Còn một xám hai nâu 105.000. Lượng hàng đi rồi là ghiền nha, ha ha luôn á. Xám một xám hai nâu. Còn một xám hai nâu. Xám chị Phạm Kim Lệ có rồi ạ. Nguyễn Trang ơi có đơn sao gọi không nghe máy vậy Trang ơi, gọi quá trời luôn. Gọi quá trời luôn không nghe máy bà ơi. Bà đặt hàng một cọc cạc lại giúp Mai với. Đặt hàng cọc cạc lại giúp Mai với. Nhưng mà không chốt được nha. Thêm một mẫu nữa. Rồi. Xám còn không? Mi ha đi xám. Có bộ quần ôm không chị? Quần ôm còn bộ quần đen. Nghĩ cho em thấy nó vô dành chị gọi không nghe máy cảnh báo rồi nè. Hôm 2 tháng 7 có 7 sản phẩm. Chị chưa nhận đúng không ta? Gọi chị hoài không được đúng không ta? Còn nâu hả? Còn nâu. Em bán còn nâu rồi chị ơi. Nguyễn Trang 4013 2 tháng 7. Ủa gì kỳ vậy ta? Trời ơi thiệt tình. Ngày 9 tháng Nguyễn Trang chị ở Bình Dương à. Nhưng mà con quỷ gì nó vô thành cảnh báo. Thiệt tình luôn á. Sorry chị nha. Sao nó vô chị thành cảnh báo luôn rồi. Em thấy chị nhận hàng mà à, em lấy cái xám với nâu cho chị Nguyễn Trang nè. Nguyễn Trang có xám với nâu. Để em xóa cái này của chị. Ủa chị nào thuê em á. Ý là lô em mặc 59.000 sửa giá chị. Còn màu nâu đúng không? Ủa chị nào thuê nãy thêm xám á, Mi Hari gì đó. Nguyễn Trang lại comment trước. Mi Hari cái bộ xám này để lại cho chị Nguyễn Trang nha. Do lại chị Nguyễn Trang comment trước. Anh thay đi đen mà cái này. Áo mặc em ý đầu luôn 59 này ok nè. Đen nè, cái bộ vô đùm to lắm chị. Anh đi đen, à đen này ha. Không phải. Đen vịt hồng. Trời ơi. Áo đen. Quần hồng. Trời ơi, đen này đúng không anh đi? Con đen này đúng không? Đen anh đi nè. Một bộ nè. Cái giày kinh khủng luôn á bà ơi. Đúng đã luôn á. Dạ em cảm, dạ em cảm ơn chị Thưởng Phạm. Rồi đây cho mang con này nha cả nhà. Đen. Chốt cho mày đen ạ. Đen nè, nó có túi nè. Xinh quá à, form giống quần ha. À ok. Em mới vô, dạ vô vậy chị. Ờ, quần có túi cho mày không ha. Con này cho mày. Áo đen quần vịt hồng. Chốt ra mã đen. Thì size 48-65kg vừa. Rồi đây là mã đen con này đen. À đây đéo ra mặt nha. Lấy rồi chị. Rồi lên đen giùm em ạ. Đen phối. Mã này có hai màu. Cưng quá mà xanh rộng. Hình đen và hình xanh. Ồ, của Quý Thiền như tiền. Quý Thiền như tiền. Mãi có thằng có 751.000 cộng hai cái đó vô chưa? Cộng 251. 751 hả? Của em 750 nha, có thói không? Thùy ơi, của em 750 có thói không?
còn bộ quần le không may. Dạ còn chị Linh Quỳnh. Rồi ống suông giùm Mai nha, ống suông. Ống suông beo nè. Bên mình cho Mai là 45-62 ký vừa thôi. 45-62-63 quay đầu vừa. Xanh đen hai màu nha. 45 nữa lên 62-63 quay đầu vừa. Mai cái này mã xanh đen hai màu. Xanh về đen hai màu nè. Chị đang hít phong bự quá thì nó không nhỏ ngày mai nè. 62-63 quay đầu vừa. Xanh và đen hai màu quần, quần beo áo áo hình hai màu xanh biển và đen. Ok Thùy, 105.000 cho Mai xanh biển và đen hai màu ạ. Xanh biển và đen hai màu cho Mai con này nha. 62-63 chế độ lại. 62-63 chế quay đầu vừa cho Mai. Quần beo áo của Tông Thái, chốt mày mã đen và mã xanh. Mã đen và mã xanh như con này, mã đen và mã xanh. Đen và xanh giùm em. 105.000 đen xanh. Đây cho Lâm Mỹ Nhi nè, còn màu xanh nha. Mã này em đang có màu trắng bịch. Xanh cho Tiên Lê. Con này mã nè, con này cho Mai là mã trắng trắng vịt đi. Quần nó hoạt hình nè. Quần của nó là dạng ống hơi xuống xuống xíu ha. Quần là hoạt hình. Cho Mai này mã trắng vịt. Trắng hoạt hình đi, trắng hoạt hình. Rồi 45-65 ký vừa. 45-65 ký vừa cho Mai trắng hoạt hình. Trắng hoạt hình 45-65 ký vừa trắng hoạt hình. Chị lên nó không lên đi, chị hiện lên nhà tôi rồi đúng không? Con Lan thì chưa có về mẫu mới, hàng mới. Hàng mới thì cho Mai khoảng thứ 2, thứ 3. Thứ 2, thứ 3 có hàng mới về. Trắng vịt cho Lâm Mấy Di nè. Rồi mã này cho Mai, Mai con trắng quần hồng. 105.000 chị Yến Đào ơi. Đẹp lắm, 105 thôi à chị yêu ơi. Cái set này chị mạnh dễ cưng lắm nè. Áo trắng quần hồng nha. Cho mấy vậy luôn, áo trắng quần hồng, vịt hồng. Con này áo trắng quần hồng em ơi. 45-65 ký vừa. 45-65 ký vừa cho mình mã trắng quần hồng. Trắng vịt hồng nha. Trắng vịt hồng như thế này, trắng vịt hồng. Con này mặc lên mà đi chơi hoặc là đi nhậu á, mặc bộ này cưng xỉu luôn ấy bà. Bộ này bà đi nhậu với bạn á, đi quẩy á, mặc bộ này cưng xỉu luôn á. Trắng vịt hồng vậy mày. Không phải mặc ở nhà đâu nha, bây giờ là mặc cái này ra ngoài đường nhiều lắm. Tại vì nó là xếp bộ kiểu, chứ mà xếp bộ mà mặc ở nhà. Con này nè, mặc ở ngoài đường dễ thương lắm, mặc kiểu tin tin dễ thương ấy. Rồi trắng vịt hồng thì Mai có một bộ nhất nha, chúc Mai mặc trắng vịt hồng ha. Trắng vịt hồng. Ở đây có ba màu. Bóng le hả? Có chị. Nãy giờ em đang kiếm bóng le mà em chưa thấy đó nè. Kiểu đó mà còn một còn khác nữa không hả? Còn nâu với hoa. Rồi trắng vịt hồng cho Mihari nè. Con này em ống suông nha, quần beo ống suông. Quần màu vàng, chốt với lại áo màu vàng nè. Rồi, 45-65 ký vừa cho Mai này ha. 45-65 ký vừa cho Mai vàng. Áo vàng, quần beo vàng. Đó. Áo xanh. Áo xanh quần nâu nè. Áo xanh ngọc quần nâu. Áo nâu da. Nâu da quần nâu luôn ạ. Nâu da quần nâu nha mọi người nha. Nâu da quần nâu. Rồi xanh ngọc nâu da vàng ba màu. Xanh ngọc nâu da vàng ba màu cho em Mai ạ. Để ghi Mai hết rồi. Chốt màu giờ Mai nha cả nhà. Hả? Hồi nãy chỉ đâu lấy mà. Áo trắng quần hồng 65 cái đồ lại vừa mà hết rồi Bình Như ơi. Rồi vàng beo nè. Vàng beo nâu da với xanh.
Nâu da chị Nguyễn Mỹ Hằng Nguyễn. Ok chị này, Nguyễn Mỹ Hằng Nguyễn nâu da. Rồi vàng với xanh giùm em hai màu. Vàng xanh hai màu ha, vàng xanh hai màu. 105. Áo ra mặt hả chị, đây nè. Ống ôm, cái vỏ ống ôm. À hoa với nâu. Cái áo. Thôi còn cá nữa. Đây. Trời ơi. Thấy cái nâu đó kìa. Cho chị coi cái nâu đi kìa. Cho chị coi cái nâu hoa, cái nâu hoa. Ừ. Con này giùm em 59 ngàn luôn này chị. 59 ngàn luôn này chị. Con, em hỏi con này nè. Con này là dĩ nó lửng mà nó xẻ bên hông như thế này nè. Dễ thương lắm. Ví lại con ba lỗ này. Con ba lỗ nâu này. Mã này là mã nâu. Con này mã nâu, mã này nó hot trend nè. Mã này đang hot TikTok á. Nâu như mai nè, nâu ba lỗ nè. Mã này dây mã hoa, có hình là bông hoa. Chú bên mã hoa rồi, em còn hai mã đó 59 ngàn. À, đưa chị cái màu đó luôn đi. Con này bữa trước vừa bán 79 ngàn nè. Hôm nay em đợt sao có đợt sale, em sale hết rồi chị. 59 ngàn luôn. Sọc nâu qua. Áo mặc màu nâu dùm anh. Giống như em mặc luôn, nhưng mà cái này màu nâu. Giống mặc luôn, nhưng mà cái này màu nâu. Màu khác xíu ha. Khác chút xíu. Áo mặc khác. Áo mặc tròn. Áo mặc tròn chị Nguyễn Linh. Lên bộ lê hả chị? À, áo nâu ba lỗ cho chị Phạm Bi nè. Sọc nâu hả? Hết rồi, hoa cho chị Ly Nguyễn nè. Họ đang thấy chị Tiền Quỳnh. Hết à. Còn màu này à Yến ơi. Áo nâu ba lỗ. Ủa ba lỗ nâu sọc nâu là nào ta? À sọc quá ha. Có năm ba lỗ chị Phạm đi cái đó đó, năm ba lỗ đó. Ừ rồi, Liên Nguyễn Hoa là sọc nâu Yến Nguyễn Tiền Quỳnh nè. Đây từ Yến Nguyễn nè. Ý Nguyễn thêm một cái ba lỗ nâu nữa, đúng rồi. Ý Nguyễn nâu sợi em hết rồi. Ok Ý Nguyễn nè. Áo nâu, áo hoa. Em hết hoa. Hết hoa rồi chị Nguyễn Tuyền ơi, em còn nâu à. Hết hoa rồi. Đây ra mặt chị Phạm Kim Lệ. Nâu sợi ba lỗ nâu Ngọc Nguyễn Phạm Bi. Có tôi đang trên xe 79 nghìn.
em cho sale 79.000. 79.000 cái này, hai màu đen phải không? 79.000 cái giữa 89.000. Vậy là đủ không? Yến Nguyễn là hồi nãy có nâu rồi lấy thêm cái cái đó nữa. Khoảng kim lệ là nè. Vậy là còn cái không? Còn cái da mặt đúng không? Yến Nguyễn cái da mặt luôn nha, ok. Ủa? Cái trà này chốt ra trước ta. Còn không? Còn ai xả nào không? Cái túi nè. Cái giữa 89.000 nha. Chỉ là cái giữa cho Yến Nguyễn nè. Sao 89 nha. Hết cái giữa. Nguyễn Lam tôi đang trên 79.000 đúng không? Nguyễn Lam tôi 79.000 ha. Nguyễn Lam tôi đang trên đúng không? Bộ ông Lan, hồi nãy có mấy bộ ông Lan là bộ nào ta? Ông Lan bộ màu vàng á. Có màu vàng là trên. Le có con vàng này chị lấy chưa? Nguyễn Lam tôi 79 màu đen nè. Áo đang mặc hết rồi chị. Hết rồi đúng không? Hết rồi tiền. Sẽ lay chị lấy cái này chưa? Lay nhớ còn mẫu nào nữa. Không có đúng mẫu đó. Lay nè. Áo xanh màu vàng. Sắc kiểu đây là con gấu. Gấu, lấy cái bộ gấu. À, con này với mạ vàng. Vàng nha, quần lê. Quần le nè, có cái mã vàng. Rồi, vàng cho mấy con này, phía size 65 quay đầu vừa. Vàng cho lấy 5.000. Vàng 105. Vàng cho bụng trần. Vàng chị Hà Thánh Quỳnh. Cho xem áo ra, không có sẵn ở đây chị. Áo ra chị nhắn tin em gửi hình cho mình coi nha. Chị Hằng Phương ơi, áo ra chị nhắn tin qua cho em gửi hình cho mình coi. Em có sẵn hình đây ở áo sẵn ở đây đây nè, áo ra nên em cho chị có hình đây nè, em còn đủ màu luôn, tại cái bao của nó nằm sâu ở dưới đó. Chị nào lấy bé nó mới lôi ra nổi, còn bây giờ mà lôi ra sắp xếp là nó bị đổ hết tùm lum ra cho em nè, cái kiểu nè lộn. Đây ạ, à, ống ra nè, 39.000. 39.000 ngày mai nha. Mai có màu hồng, màu da, màu đen, màu trắng, bốn màu luôn á. Hồng, màu nâu, màu đen, màu trắng nè. Kiểu ra vậy nè mấy chị, mặc lên form nhìn ngực nó đẹp lắm.
mà mình mặc cái áo sơ mi nè, hoặc là mình mặc với những cái áo kiểu mỏng mỏng á đó. Mở mặt lên nè, ra cho Mai ha. Áo kiểu mỏng mỏng, áo len rồi kia, mình mặc cái phối bra này rất là xinh luôn, y hình luôn, không khác gì hết á. 39.000 nha Mai à, free size, thun đằng sau lưng là co giãn thoải mái. Thun đằng sau lưng là co giãn thoải mái cho em nha. Nâu đen trắng và hồng, hồng hồng này nè. Nâu đen trắng và hồng. 39.000. À, có le đen không em? Chị Phạm Kim Lệ. Le đen hả? Trời ơi, em không biết nữa, bây giờ nằm trong cái đống này. Unidan là 39.000 nha. Ra màu trắng Unidan, phải lo được ra đi. Rồi, em xin lỗi mọi người. Em lên một vài mã xong xong. Chị Nguyệt cát nâu với hồng. Dạ hồng. Ừ. 39.000 như thế nào. Con này cho em Mai, quần len xám, áo trắng. Ra đủ màu, mỗi màu hai cái. Ok chị Mai Quỳnh. Áo thun em hết rồi chị Nhan Hồng Nguyễn. Hết rồi. Đây, con này giúp em. Trắng nha. Áo trắng quần xám nè. Chỗ bê mã nè, le trắng nè, trắng gấu nè. 65 chiếc quay đầu vừa cho em. Xám với chị Linh Quỳnh nè. Bộ xám ha. Bộ le xám 105.000 chị Linh Quỳnh. Dạ có. Xám Linh Quỳnh có. Còn le. Đa số ấm rộng nè chị ơi. Là ít lắm. Quần ôm không hả chị? Quần ôm ít à. À quần ôm nè. Quần ôm 40, 56, 57 độ lại vừa. Ra đây như Hương Diễm 39k. Rồi ôm nè. Mà dưới 57 vừa nha. Dưới 57 ký vừa, đằng trước hình đằng sau hình. Lê trắng chị Phạm Kim Lệ. Trắng gấu. Có mình không? Cùng ôm nha Mai ha, dưới 56 vừa. Con này Mai 40, 56 vừa ha. Rồi chúc Mai mã trắng ôm. Trắng ôm 105. Trắng ôm 105. Trắng ôm 105. Con này cho Mai là quần sọc áo hồng. Chị em còn hai áo thun trắng nữa chị, hôm qua có đặt á. Rồi, le này chị Lệ. Le nè, quần le sọc nè, quần le sọc đen nè. Áo hồng nè. Trời ơi, áo này vải siêu đỉnh nha. Dễ thương quá à, hồng. Hồng cho mấy con này. Vậy họ, để chị coi coi nằm đâu. Trắng ơn với chị Phạm Kim Lệ luôn nè. Con này xinh lắm cho chị ơi. Trời ơi, xinh lắm. Vải bao đẹp nha. Xuất sắc luôn. Có bộ một à, không phải chị Linh Quỳnh nè, tốt nha. Hết hồng à. Con này lép ghi nhắn ôm nha cả nhà. Lép ghi nhắn ôm 40-56 vừa mã đen. 40-56 vừa cho mày ở đây. Quần là dáng ôm sọc nè. Quần là gương sọc ôm nha. 40 độ len nha. 55-56 quay đầu vừa cho mày mã đen cho mày con này. Mã đen. Rồi chốt cho mày đen. Đen 40 độ len 56-57 quay đầu vừa đen. Đen cho mày hết hồng rồi. Chốt mày mã đó đen. Rồi quần gắn ôm luôn. Chối mang này mã hồng. Đen cho mấy ca nè. Mã này may hồng nha. Hồng, hồng phi sai dưới 57 vừa. Quần là dạng quần ôm, dáng sọc. Áo là phông rộng chủ mông nè.
Rồi cho bên mã hồng 105.000 hồng. Hồng nha, quần là màu hồng sọc đổ nè. Áo hồng hình vịt nè. Hồng 105 hồng, hồng ôm á. 105 cho Mai hồng. Mã này cho Mai là màu xám. Mã này Mai màu xám, à màu trắng. Quần le, áo trắng. Chốt Mai trắng nè. 45-65 ký vừa. 45-65 ký vừa một bộ duy nhất nha. Nè, áo trắng quần le. Quần le xám nha, 105.000. Có lông thái 100%, rất là đẹp luôn. Trắng, trắng gấu. Trắng gấu thì thích tiền. Quần nhắn ôm nè cả nhà. Quần vải bao rip. Con này cho em quần vải bao rip 40-56 vừa. Chốt bên này mã mã nâu. Áo thun rộng phủ mông quần với túi nha, 40-56 ký vừa mai nè. 40-56 ký vừa. Rồi, áo trắng quần nâu nha. Áo trắng quần nâu chốt mai mã nâu. Quần ôm nâu. Chốt mai mã nâu. Chốt bên mã nâu, dạ nâu chị Khanh Bàng Lê, dạ chị Phạm Kim Lệ. Rồi quần nhãn ôm, quần nhãn ôm nhau, quần xám. Chốt cho ba cái này là mã đen, mèo đen 40-56 vừa. Chốt bên mã mèo đen. Quần ôm thì cái này quần ôm 40-56-57 vừa. Mèo đen nha, chốt bên mèo đen con này, mèo đen áo phông rộng phủ mông 56-57 đồng lại buổi mai ha. Đen em chị Phạm Bi. Rồi mã này cho Mai quần sọc áo chữ thêu 56-57 quay đầu vừa cho Mai mã trắng sọc. Quần ôm cho Mai nha. Quần ôm vải gân bao co giãn nè, chất gân siêu dày siêu giãn luôn mọi người. Chốt mai cái này mã trắng sọc, trắng sọc hồng, áo màu hồng, à, áo chữ hồng, quần nó xuyên sọc hồng ha. Chốt mã trắng sọc. Trắng sọc cho Lê Nguyễn. Sập hồng mới hết rồi. Bao nhiêu đi đơn à? Ok.
hai nhân chụp hình rồi ha. Ok. Thấy cái bộ này dễ thương lắm nè. Cái bộ này dễ cưng lắm nè mọi người. Này cho mày nè. Trời ơi, giống như kiểu là công chúa ngủ trong gừng vậy đó. Đây bụng có, bụng lê có sẵn. Đây bụng nhà má có sẵn nha. Rồi, bụng có túi với mấy con này. Bụng có túi, dáng ống rộng ha, ống suông. Éo nè, dễ cưng không? Trời, rồi chị Phạm Bi đen. Ok chị. Chị lấy tiền em hết rồi. Nãy đây cho Mai xanh dương. Xanh dương nè. Bộ mặt tới đâu lúc tới đó ha. Trời ơi, mặt xanh dương nè. Xanh nha, phối nha. 45-65kg vừa. 105. Chút xanh bằng này xanh. 175 xanh. Xanh 105 xanh tin nè, 105.000 xanh tin. Rồi xanh. Xanh là chị Yến Phan. Xanh em hết à. Mã này cho Mai đen. Quần giấy thể thao à. Đen nè, ống suông nè, đằng sau. Đằng sau cái túi nó có phối nè. Đen ha. Rồi đen cho mấy con này. Đen kiểu nha, 40, 56 vừa tụi các bạn nó cực kỳ. 40 đổi lên 56, 57 quay đầu vừa. Đen chị Phạm Bi, bộ này dày cu luôn. Con này mai trắng gấu. Tâm Hồi hết đen luôn rồi. Cái trắng gấu đi Tâm Hồi. Phụng trừng hết đen rồi, trắng gấu nè. Trắng gấu nè. Trắng gấu nè. Ống nó xung xung vừa đó, rất là xinh luôn. Rồi trắng gấu nguyên bộ trắng. Mỗi đêm mặc nó không cưng mới sợ. Mỗi đêm mặc nó không cưng mới lạ đó. Trắng là chị Hà Thanh Quỳnh. Đen quả mơm nha. 40-56 vừa. Đen quả mơm, hello Duy Nguyễn. Đen quả mơm nha, đen gân quả mơm 40-56 vừa. Mã đen sọc. 40 đổi lên 56 hay là bụi mai đen sọc. Đen sọc. Đen sọc ha, Tâm Hoài đen sọc nè. Mã này mai màu bò. Màu bò quần nhắn ươm thì mai nha, bò rít bao co giãn. Tâm Hoài đen sọc có. Tấm ngoài có. Quần của nó nè. Quần của nó nè cả nhà. Quần nó chạy viền 3 sọc thể thao nè. Rồi chốt mai mã bò. Bò nha, bò 40-56 vừa bò. Đằng trước. Đằng sau ha. 40-56 vừa bò. Bò cho Tấm Hoài. Nó màu quần xám nha. Rồi em hết rồi. 105 đó Nhiên ơi. 105.000. Rồi mã này cho Mai. Quần dáng ôm legging. Quần legging ôm áo sọc. Chốt cho Mai con này sọc nâu. Sọc nâu nè. Phong này cho Mai dưới 60kg vừa. Rồi 60kg quay đầu vừa cho Mai sọc nâu. 45-60kg vừa. Sọc nâu nha. Quần ôm 45-60kg vừa cho Mai sọc nâu. Sọc nâu thì Mai con này. Sọc nâu. Sọc nâu cho chị Mỹ Linh nè. Ồ có chị hôm qua đi chưa? Đi hôm qua đi ngủ. Bé cho Mỹ nó gọi chị chưa chị. Mỗi này cho Mai sọc cam. Sọc cam quần ôm thì Mai luôn ạ. 45-60kg vừa mang sọc cam.
Em còn sọc cam nha cả nhà nha, sọc cam thôi, sọc nâu rồi. Em đang sọc cam, mùi nhắn ngơm ha. Em đang sọc cam 45-60 đường sọc cam như con này. Sọc cam cho Tâm Hoài nè. Tâm Hoài sọc cam nè. Hoặc hình Mickey mai còn một bộ nè cả nhà. Mickey ống rộng sọc cam mai hết. Mickey ống rộng mai còn một bộ nha. Quần này là mặc lưng tới đâu lúc tới đó ha. Có túi cho mình luôn nha. 105.000 vỏ như ý thôi. Như ý. Quần dáng su. Áo nè. À, còn một bộ này nè. Cháu Mickey. Cháu Mickey cho mấy con này gọi rồi chị nói dồn đơn. À, dồn mà bé giữ lại đó chị. Yên tâm. Dồn là bé giữ lại đó. Cái kia vịt Hà Thanh Quỳnh nè. Em thế đi chị. Yên nhiên. Rồi mã này cho em màu hồng. Màu hồng. Quần bo rip. Ở trên đầu gối nó có hình con gấu. Chốt em mã hồng. Ở dưới áo này nó có hình. Rồi hồng thì mấy con này ha hồng. Chốt em hồng. Hồng. Hồng nha. 56 cái đầu vừa hồng. 40-56 vừa cho em mã hồng. Rồi 40-56 vừa hồng. Hồng với chị Nguyễn Phương. Hồng chị Nguyễn, Nguyễn Phương. Rồi quần này cho em may. Quần. Quần kiểu nè cả nhà. 56 cái quay đầu vừa cho em mã nâu da nha. Con này da mù ống suông 40-56 vừa mang cái này mã nâu da. Nâu da không sẽ tà nha. 40 đổi lên 56 quay đầu vừa cho em này mã nâu da. Sẽ tà. Sẽ tà là chúng nó sâu dài nè. Nha. Mai lên bộ thôi nha cả nhà ơi. Lên thôi mà không có hứa lên nha. Mai lên bộ thôi nha. Lên lên hả? Mọi người muốn có lên hả? Lên thì một hai ngày nữa đi hàng mới về đi mai lên luôn. Thì mai sẽ lên bộ măng gồ với lại bộ gố. Hôm nay chắc không kịp rồi. Giờ cũng 9:30 rồi. Rồi mã thì mai quần ôm xám. Đâu da chị Nguyễn Trang. Con này cho mã hồng. Hồng quần ôm 40-56-57 vừa nè. Cho mấy này hồng, hồng quần ôm. Hồng quần bo rip ôm nha. 40 đổi lên 56-57 qua đùi cho mã hồng. Áo phông đơn giản nè. Nói cái áo này mọi người mua không cũng đã là 60-70 ngàn luôn ha. Có quần luôn, có 105 ngàn nguyên bộ à. Quần này mình phối với lại áo khác cũng được. Áo này mình phối lại quần jean cũng được, mình dễ thương lắm. Hồng với chị Hà Lương nè. Hà Lương có hồng. Em còn cái màu nâu. Hồng. Còn giống vậy luôn mà màu nâu nha. Còn giống vậy luôn mà màu nâu nha. Còn giống vậy luôn nhưng mà màu nâu chữ to hơn nè. Màu nâu chữ to hơn. 56-57 cái loại quần cho mã nâu. Áo nâu quần xám. Tâm Hoài nâu nè, không có lên len nha tình yêu. Chả ra cho nên không có lên len nữa. Ôi là trời, cái này dễ thương lắm nè. Quần xuân nãy giờ lại nhiều lắm luôn á. Lại nhiều lắm luôn anh hơn. Qua mày cho mai là 60. Tay dài. Ôi trời ơi, dễ thương quá. Tay dài nè. Áo tay dài nè, áo tay dài quần dài nè. Hết rồi chị Hà Lương ơi. Áo tay dài quần dài nè, dễ thương quá. 60-62 quay đầu vừa nha. Trên 45 dưới 62 vừa. Mã tay dài mang con này. Chị Bích Tuyền nè. Bích Tuyền có nè. Quần suông nè anh Thư.
105.000. Đây nè, nó phối áo hình hoa, cái quần nó màu hoa thế này nè. Nó phối áo hình hoa nè, ít tuyền có. Cái quần nó hoa thế này nè, có túi với quần luôn nha. Trời ơi, vải đẹp lắm mọi người ơi, chất đẹp cực kỳ luôn á. Chất xịn lắm. Ống suông nè. Ống suông đi với lại áo đen nè. Dạ 105.000 giùm em chị, đồng giá 105. Đẹp quá. 45-65 ký vừa. 45-65 ký vừa cho mai con này. Đen hoa chị Bích Tuyền. Cái gì vậy? Chị nhớ cười. Cửa nhà vậy? Cửa nhà vậy? Em được làm chị rung nha. Mã này cho mai gấu theo vào á. Hình gấu theo vào thì mai đen hoa Bích Tuyền có. Rồi mã này cho mai gấu. Gấu giùm em nha, gấu. Gấu, gấu trắng, mấy con này gấu trắng. Nó có cái túi màu đỏ nè. Rồi gấu trắng. Gấu trắng như mai ống suông. Ống suông như mai gấu trắng. Gấu trắng ống suông. Gấu này gấu kia khác nha. Gấu trắng chị Sơn Ca Châu. Con này mai mặc gấu đen. Con này cho mai mặc gấu đen. Gấu đen ống suông ạ. 45-65 vừa. Gấu đen ống suông 45-65 ký vừa mai con này. À 47-65 ký vừa gấu đen. 47-65 ký vừa gấu đen hết pin thôi. Gấu đen Anh Thư nè. Tạm biệt nha, gấu trắng hết hương vang không? Rồi mã này cho mai cọp đen. Đi nha. Ui cái lưng trời ơi, cuốn xuống cái chốt. Quần le cho mai con này nha, hồi nãy nè, ai đơn là bộ le nè. Ngày mai em rất là bộ ngố cho Hồng Đoàn Lê. Rồi quần le. Quần le màu sọc cam đậm nha. Quần là vải bo rip bao coi dạng thoải mái luôn. Quần le bao này, áo là cam, hình con mặt cọp. Đằng sau nè, đằng trước nè. Dễ thương lắm lắm mọi người ơi. 47-65 ký vừa mang này phi size nha, le cam. À, Phạm Kim Lệ, em thấy 4 sản phẩm. Chị Nguyễn Phương nè. Nguyễn Phương có nè. Em thấy nè chị Linh Quỳnh. Ui quần bo chân giùm em nha. Con này may quần bo chân nè mọi người. Nhìn cái lông quần nó đẹp không? Xịn không? Nè quần bo chân nè. Quần mặc cái đâu rút cái đó ha. 105.000. 105.000 giùm may nè. Rồi bánh hông có Mickey ha. Bo chân Mickey. Rồi 40 độ lên 56-57 quay đầu vừa. 40 độ lên nha. 56-57 quay đầu vừa cho con loại vàng. Vàng cho con này. Áo là phong và phủ mông. Áo phong và phủ mông. Quần bo chân. Chốt mai mã vàng. Nay cam mai hết rồi, mã vàng mai. Mã vàng. Chốt mai mã vàng. Trời ơi, cưng xỉu luôn. Ôi. Cưng xỉu luôn á mọi người ơi. Đây, quần hồng. Áo xám. Mickey cho Ngọc Tiền Nguyễn. Ok chị. Mã này cho mai xám. Trời ơi xinh quá à. 47-65 ký vừa. Một bộ duy nhất rồi nha. 47-65 ký vừa cho mai xám. Xám cho Anh Thư nè. Xỉu luôn á. Mã hết xám rồi. Ngọc Tiền Nguyễn có vàng. Mã này cho em mã hết xám rồi chị Yến Phan thôi. Con này cho em là quần dáng ôm. Quần dáng ôm thì mai ha. Quần quần dáng ôm 40-56 vừa. Quần dáng ôm sọc tím nè. Áo tím nè. Cho mấy bạn tím. Tím thì mai nha. 40 độ lên 56 quay đầu vừa. Rồi tím theo hình. Theo nè cả nhà. Tím mai tím ấm ôm 40-56 vừa. Quần bo rip áo phông rộng phủ mông. 105.000 trên mã tím. 105.000 cho mã tím. Em mới hết xám.
Tím nè cả nhà, xinh lắm. Tím ha. Tím. Tím cái máy tím ạ. Tím với chị Nguyễn Phương có tím nè. À. Em Nguyễn Phương nha, của Nguyễn Phương nha. Đấy Nguyễn Phương nha. Trời ơi, cái này mà không chốt. Chốt cái gì nữa bây giờ. Thiệt á. Đằng trước nè. Đằng sau nè. Cái quần nè. Cũng đỉnh chưa? Mọi người ơi, em vô cái quần là mọi người biết cái form nó đẹp rồi đúng không? Không cần phải giới thiệu nhiều. Như cả cơ bản nó quần nó may cũng kỹ nữa. Quá trời sắc luôn á. Tên lá chị Hành Phương. Đó. Hết xanh rồi. Tất tiền tâm hoài hết. Chị Linh Quỳnh hết, chị Nguyễn Chi hết. Có bộ một à. Em đưa mấy cái đó lại cho chị á. Có gì đó rồi đúng không? Rồi mã này cho em mà trắng bi. Chấm bi trắng nè, quần có túi cho mình luôn nha. Thì nghĩa là có túi cho mình hết nha, quần chấm bi trắng nè. Nguyễn Chi lấy bộ này đi chị yêu ơi, Nguyễn Chi 4765 vừa cho mấy này. Chị mang chút. Trắng. Ồ trắng anh Hany rồi. Anh Hany trắng nè. Bây giờ phải lục đơn của Mai Trúc lại nữa hả chị? Trời ơi chết em. Chết em. Rồi quần ôm 40-56 vừa. Quần nhớ đi mang này nha. Quần dáng ôm 40-56 vừa. Chúng mang cái này mà nâu da. Nâu da quần ôm bùng bo rip ôm áo phông rộng. Áo cổ tông thể phông rộng phủ mông. Chúng mang nâu da con này. Trắng bi má hết rồi. Nâu da 40-56 vừa. Quần ôm áo phông rộng phủ mông như mang con này ha. Nâu da giùm Mai ạ. Nâu da cho vỏ như ý nè. Vỏ như ý có. Em hết. Mã này cho Mai màu đen. Như ý nhớ để điện thoại giùm Mai với nha ý ơi. Không giờ điện ý không có được á. Áo khoác đỏ 125.000 chị. Không phải ai giờ bộ trắng nó còn nha. Trắng giống mi còn. Lấy của anh Hany lại. Bi trắng bi. Trắng bi chị Phạm Kim Lệ có nè. Phạm Kim Lệ có. Ok. Rồi mã này cho Mai đen nha mọi người nha. Đen nè. 4765 kiếm vừa đen. Và tiếng hoạt hình rất là xinh luôn. Nâu da Mai hết rồi. Và tiếng hoạt hình nè. Đen chị Phạm Bi. Chớ mang này mà beo đi cả nhà. Hết rồi. Con này cho mang mã beo nè. Ngọc Bảo đợi Mai xí. Con này cho mang mã beo. Quần là dạng suông beo ha. Quần beo nè. Áo đen trơn. 4765 kiếm được rồi mã đen beo nè. Đây mang này nha. Áo trơn. Quần beo ha. Rồi chốt mang mã beo con này. Áo đen trơn quần beo. Khoác len nè, 125.000, mai còn đỏ gấu ha. Ê, đỏ này là đỏ tay thỏ. Phi size nha, 45-70kg vừa luôn á. Đỏ tay thỏ, con này cho mai là đỏ. Đỏ vòng tròn thì mai ha, 125.000, mai đỏ vòng tròn. Đỏ vòng tròn nè. Đỏ gấu nè. Đợt nào cũng màu đỏ không à. Nhưng mà vài bữa cũng hết thôi. Đỏ gấu nè. Đỏ gấu ha. Hôm nay mai mặc caro. Rồi caro phổi màu. Còn 4 mã nữa là hết. 125 giùm mai con đó. 125. Cái còn bộ quần hồng vệ sinh quá nè. 40-56 rồi còn màu hồng này xinh quá nè mọi người. Quần là dạng gân nha. Quần nè. Quần body gân.
bao coi vậy thoải mái luôn. Quần ngắn ôm. Con này cho em mã hồng. À, hồng thì nó bị nổi đằng sau dơ xíu nè. Nè cánh tay đằng sau, nhưng mà cái này giặt ra được nha. Con này giặt ra được nha mọi người nha, giặt ra được, chị nào lấy em sale cho mọi người luôn. Giặt ra được giùm em, đằng sau tay nè. Đằng sau cái tay nè. Đó. Chơi 85.000 nha mọi người. 80 luôn. Chị Bích tiền nè, 80 nè. Mặt cười còn đúng một bộ nâu da. 80 em sao luôn rồi. Mặt cười 80 sao lỗ luôn á, kệ bán đại luôn. Rồi mặt cười em mai còn bộ nâu da nè. Có chị nào chưa lấy nâu da này chưa, còn đúng một bộ cuối cùng. Con này xinh lắm, con này đang hot trend đó cả nhà. Con này đang hot trend nè. Nâu da cho Mai nha. Trời ơi, chất bún đã luôn á. Nâu da chị Phạm Bi. Qua lại phát gấu đi em. Dạ. Phát gấu này chị. Mặt của em khóc rồi. 125.000 giùm em nha chị nha. Có gấu cho Mai nè. Xinh lắm chị ơi. Con xỉu luôn, con dáng dài ha. Dáng dài vừa. Mặt đen giùm em đi, còn hai màu. Ơ à, còn hai bộ chứ lộn. Mặt đen em mang còn hai bộ, 1.5. Quá rẻ luôn á, đó. Quá rẻ luôn á mọi người. Mặt đen mang còn hai bộ, 1.5 nè. Thì bóng xinh là con này 47-65kg vừa nè. Mặt đen nè. Quần là màu hồng sen. Quần có túi ha. Quần màu hồng sen em vịt đen. Vịt đen nha, màu này mặc lên là cưng lắm. Hắt tụi dễ sợ luôn. Màu này mặc lên rất là cưng. Hắt tụi giả mang luôn á. Vịt đen giùm em 105.000 vịt đen. Rồi. Chốt vịt đen giùm ai ạ. Vịt đen còn 2 set cuối cùng. Đen ok chị. Dạ. Cái pháp có. Ốc ươm hả? Cái này le nè. Cái pháp có. Con này kem là le nè. Ờ, quần màu xám le nha. Quần màu xám le, áo trắng gấu. Chốt mà mã le. Le gấu nè. Lê gấu ha, lê gấu 47-65 vừa nha con này. Quần là vải Boris nha. Quần le vải Boris, áo của Tống Thái, rộng phủ mông. Đó. Chốt cho Mai ha. Rất là đẹp luôn. Le cho chị Minh Quỳnh nè. Dạ Minh Quỳnh có. Le. Ống ôm. Ống ôm 40-56 vừa còn bộ này. Dạ ok chị Phạm Kim Lệ. Số 3 Trần Cao Vân. Ống ôm đây còn bộ này màu đen nè. Le chị Phạm Kim Lệ nè. Ống ôm còn bộ này 40-56 vừa. Màu đen. Áo đen quần xám. Cái hình nó màu xám nha. Hình đó màu xám, nếu quần nó khoáng màu xám á. Ở đây quần xám luôn này. Rồi mã đen, đen ôm dưới 56 vừa mà ha. Đen ôm dưới 56 vừa. Con này màu còn màu hồng màu trắng hai màu. Con này còn màu hồng màu trắng hai màu. Ống đen cho Nguyễn Lộc. Nguyễn Lộc có. Màu hồng, màu trắng hai màu, quần hình trái tim. Quần ống thun rồi Mai ha. Hồng với trắng hai màu nha Mai. Ngày mai em lên hàng mango nha, bữa giờ hôm nay mango.
mango nè, thằng lan sao nè, với lại bộ ngố ha, bộ có tông thái ngố nha cả nhà nhé. Dài hôm nay là hết rồi đó. Rồi con này mình có màu hồng nè, thằng miệu đó phiêu, quần là trái tim ha. Con này có màu hồng, màu trắng, có 75kg vừa hồng với trắng. Mai đi lại những mẫu này á, hết mẫu đó mọi người. Cái mẫu này là mai đi lại đó cả nhà, rớt lại một màu mai đi lại trắng nè. Dạ không, chị Ngọc Bảo ơi, phát len thì nó không có. Trắng cho mai giùm mai ha, trắng không. Trắng hồng hai màu giùm mai con này, 125.000 đẹp lắm chị. Còn nào ôm không? Hết rồi chị phải. Hết rồi. Cái đó còn đi. Hết rồi. Hết rồi, le với lại le với lại xuông ha. Còn le với xuông không à. Rồi mặt cười cam nhạt nè. Con này siêu to luôn, mặt cười cam nhạt nha. Phi size 50-70kg vừa nè. Con này là siêu to. Mặt cười màu cam nhạt 50-70 vừa nha con này. Có nhiều bạn thích mặt rộng lắm. 50-70 vừa nè mặt cười. Mai ơi, áo khoác mặt còn nha, 125.000. Chị hơi lớn, mặc màu hồng được. Hồng mê. Có gì? Mặc màu hồng được. Dạ ok chị Khánh Hằng Lê ạ. Mai em có mango len với lại bộ ngố chị. Mai có lượng thêm lên lượng giúp em nha. Không biết là mai ngày bán hàng mới về không, mà trước mắt là em đang những hàng đó. Cái đồ kia bữa giờ chưa đụng tới luôn á kìa. Ôi má thịt tầm. Hết rồi Hoài Thương. Rồi, em hết mẫu đó cả nhà. Em xin phát số like đây, có chị nào lấy thêm gì đó không ạ? Áo khoác này đẹp lắm, mọi người mua là mọi người không tiếc đâu. Gần tới Tết nè, gần tới Noel, gần tới Tết nè, gần tới Trung Thu nè. Cái ví dụ cái dịp lễ á, mình đi chơi mình phát nhẹ con này lớn là sang nha. Con này dáng nó đẹp lắm. Mai về đợt này là đợt thứ hai rồi đó. Áo khoác này mai về đợt thứ hai, mọi người hỏi bao nhiêu mới về á. Chứ ít có hàng nào mới về một đợt, mới về đợt thứ hai lắm. Đẹp mới về. Mọi người yên tâm. Rồi chứ mà về không còn sót một con nào luôn. Đợt này còn màu đỏ. Dạ ok chị Yến Phan. Tối mai em lên 7 giờ. Trễ lắm là 7 rưỡi cho mọi người. Vì khi em mắc chút nhỏ. Mai hoa không được. Rồi. Áo này đẹp lắm. Phát lên đó 125.000 rồi. Mọi người mua đi. Mua bảo đảm là gì. Không mất tiếc đâu. Mai còn màu đỏ nè. Còn đỏ không mình. Đỏ này cũng đẹp lắm. Hết dài rồi. Đỏ tay thỏ. Con này mai đỏ tay thỏ nha. Áo mặt là đỏ gấu. Caro và đỏ này. Hôm nay len nó dày nên cái bán đâu đủ nhiêu. Hôm nay do len nó dày nên cái bán đâu đủ nhiêu. Ok. Rồi, cả nhà ngủ ngon. Mai cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha. Dạ ok cho bạn Kim Lệ nè. Ok chị. Khoác gấu chị Ngọc Bảo, gấu còn không bé? Gấu thôi chị đừng ngắt nữa. Còn cái nào không? Còn. Còn mấy cái? Ok bé ca. Rồi Nguyễn Ngọc có, Ngọc Bảo có.
Cả nhà, ngày mai sẽ có nhân viên gọi chút đơn ha. Chị nào muốn giữ đơn lựa thêm thì báo với nhân viên giùm em nha. Khóa còn màu nào nữa không em? Hết rồi đó chị ơi, em lên hết mẫu thì coi luôn rồi đó. Hết rồi. Có ngày mai ví dụ như sáng mai gọi ai không nghe máy á, thì em còn có cái mà em xả ra cho chị chứ. Bây giờ em hết rồi. Thiệt tình. Trả áo luôn nè, nó đòi luôn rồi nè. Ok, bye bye cả nhà. Tối mai nha, tối mai lên lựa thêm đi, biết đâu lựa được nhiều cá mà mình thích ha. Mình thấy dụ đơn có 1 cái 2 cái, em muốn lựa thêm thì cứ alo. Ừ, em ơi giữ đơn cho chị nha, mà bé nó giữ cho mình nè nha. Ok, bye bye mọi người, ngủ ngon ạ. Bye cả nhà, 7 giờ tối mai, tối mọi ngày ha. Em chỉ làm buổi tối được thôi, 7 giờ tối. Trễ lắm là 7 giờ 15 hoặc là 7 giờ 20 nha mọi người. Nhớ bấm theo dõi trang giùm em. Dạ, tính mua thêm ok thì cứ báo nhân viên giữ giùm em là biết đâu ngày mai có hàng xả ha, rồi em lên cho mình lựa. Rồi, cảm ơn mọi người đồng hộ. Mai xin phép. Bye ạ.